Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn phần 2 của bộ truyện Chức Cầm Đồ của tác giả Nam Kim Thạch. Chương 5, ôm hận tương tư. Hoắc Tiểu Tiên vốn ngồi quay mặt vào trong, lúc này nhìn thấy Thi Hồng Anh thò đầu ra nhìn, liền cười nói với nàng, nha đầu, nhanh mang người của ngươi ra khỏi động, nơi này chẳng ở lâu được. Thi Hồng Anh chẳng hiểu bà ta có ý gì lại nhìn Nguyễn Quốc Tú Tài, chỉ thấy hắn hai mắt hung hung như hổ nhìn chăm vào mình, liền rụt đầu lại. Nguyễn Quốc Tú Tài nghe Hoắc Tiểu Tiên có ý thả cho bọn Trương Liêm đi, liền vội la lên, hai tên này rất cần thiết, không thể để cho chúng đi được. Ngoạc kép! Hoắc Tiểu Tiên cười khanh khách nói, ta chính đang muốn cùng ngươi trùng ôn hảo mộng năm xưa, chẳng lẽ... Thi Hồng Anh chỉ nghe đến đó thì tai nóng lên, mặt như tê dại, chẳng đợi nghe hết câu nàng vội nắm lấy tay Trương Liêm kéo chạy ào nhanh ra hướng cửa động. Nguyên Cốt Tú Tài chừng như bị một câu trùng ôn hảo mộng năm xưa làm ngớ người, khiến hắn nhất thời không kịp ngăn cản bọn Trương Liêm thoát ra cửa động. Đột nhiên nghe tiếng thét dài của Hoắc Tiểu Tiên, rồi ầm một tiếng nổ rền vang lên từ trong thạch động, lập tức đất đá lở xuống đổ ầm ầm như sơn băng. Thi Hồng Anh vừa ra khỏi cửa hang, nghe tiếng thét của bà ta thì cứ ngỡ bị Nguyễn Cốt Tú Tài tập kích, vội vàng nắm tay Trương Liêm tung người phóng ào ra ngoài xa mấy trượng, đến khi chân vừa chạm đất thì mặt đất rung lên khiến cả hai không đứng vững ngã lăn tiếp mấy vòng nữa. Sau một lúc mọi chuyện mới trở lại yên tĩnh. Hai người lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn lại hang động, bất giác đều thất thanh la lên kinh ngạc. Nguyên thạch động giờ đây biến dạng, miệng hang hầu như bị đất đá đổ xuống lấp kín, đồng thời hơi nóng và khói đen vẫn còn trùm kín không gian. Trương Liêm mặt mày tái mét không còn chút máu, run ròng nói, bọn họ đều bị chôn sống. Thì Hồng Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh, mỗi lúc đầu cứ nghĩ Hoắc tiền bối xuất thân vô sỉ, đồng thời ăn nói chừng như làm lành lại với Nguyên Cốt Tú Tài, chẳng ngờ bà ta đã dùng tạc đàn cho nổ để cùng chết với kẻ thù. Trương Liêm lắc đầu thở dài nói, Hoắc lão tiền bối đã sống lây lất ở đây mấy năm, lẽ ra phải có đường sống mới đúng. Không. Thi Hồng Anh lắc nhẹ đầu nói, bà ta có nói bị Nguyên Cốt Tú Tài điểm huyệt đạo ném xuống vực núi, có lẽ thương thế nặng đến nỗi không đi lại được, vì thế mới muốn chúng ta ra rủ Nguyên Cốt Tú Tài vào xé tiền ra tay. Nếu như đoán không nhầm thì bà ta đã quấn thuốc nổ quanh người, cho nên ban đầu mới nhìn thân hình bà ta phình to như chiếc thùng, di chuyển còn khó khăn huống gì là đi. Trương Liêm nói, thế thì bà ta ban đầu ở sâu bên trong động, vì sao lại có thể ra đến cửa được? Thì Hồng Anh bị hỏi một câu này thì lắc đầu cười khổ đáp, đi mà hỏi bà ta thì hơn, điều này chẳng thể nào biết được. Trương Liêm trầm mặc một lúc rồi buông tiếng thở dài nói, cứ theo như bà ta có thể gọi ra nhũ danh của tôi, nhất định có quan hệ với gia đình tôi, chẳng lẽ Gia Nghiêm thực đúng là thần kiếm thủ. Thế nhưng vì sao lại không dạy tôi luyện kiếm? Đây lại là một vấn đề nan giải, thì Hồng Anh chẳng thể nào nghĩ ra được, ngước mắt nhìn thấy mặt trời đã trách về Tây, vội nói, cứ về đến nhà huynh rồi hỏi lệnh tôn là biết. Lệnh tôn nếu như không phải là thần kiếm thủ thì chẳng chuyện gì xảy ra, còn nếu như đúng là thần kiếm thủ thì lúc này chẳng thể đoán được ra sao. Trương Liêm nghe nàng nói một câu như thế thì vội dục ngay, thế thì chúng ta đi nhanh. Nói rồi định đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì liền nhìn vào động khẩu giờ đây đã bị lấp kín than dài nói tiếp, chậm một chút, Hoắc tiền bối là người tốt, chúng ta phải khắc lập cho bà ta một chiếc bia mới phải. Thì Hồng Anh nhún vai thở dài nói, mọt sách à, tìm đâu ra thợ khắc đá mà làm bia chứ. Trương Liêm ngẩn người ra một chút rồi bật cười nói, giờ thì mới thấy cô cũng chẳng thông minh gì hơn mọt sách nhé, đá thì quanh đây chẳng thiếu, cặp kim ngân chảo của cô chộp sắt như bùn, há không dùng được để khắc đá sao. Thì Hồng Anh thực tình chỉ vì thấy chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nên không đồng não nghĩ mà thôi. Bấy giờ nghe chàng nói thế thì ngớ người, rồi cười tươi nói, xem ra huynh cũng không ngốc chút nào, thôi được, cứ đi kiếm lại đây một khối đá. Bấy giờ hai người mới loay hoay tìm một khối đá vừa ý làm bia, còn đang ra sức vần một khối đá, bất chợt từ xa có bóng người thấp thoáng, Trương Liêm phát hiện ra trước liền thốt lên, ân thư, lại có người đến. Không được gọi muội là ân thư nữa.
thì Hồng Anh quát cắt ngang tỏ ra không một chút đồng ý với cách xưng hô của chàng, rồi nói, thực ra muội đã nhìn thấy, chớ nên tìm rắc rối nữa. Nhớ là phải gọi là muội muội hiểu rồi chứ. Vâng, hiểu hiểu. Một câu của nàng gần như là mệnh lệnh khiến chàng không cưỡng lại được, gật đầu đáp nhanh, rồi nói tiếp, Hồng muội muội gọi thế được rồi chứ. Thì Hồng Anh thích thú cười khúc khích nói, thế dễ nghe hơn không, đâu đến nỗi là mọt sách. Trương Liêm cũng cười theo nàng rồi hỏi, Hồng muội muội, chúng ta có nên tránh mặt người kia không? Thì Hồng Anh bẩu môi nói, có gì phải tránh chứ, chúng ta cứ ngồi yên nói đùa như không có chuyện gì xảy ra được. Nói đến đó thì đã thấy người kia đến gần nơi, chừng như nhìn ra đôi thiếu niên nam nữ đang ngồi nói đùa bên nhau, người kia liền bước tới nhìn Trương Liêm nói, xin hỏi tiểu ca, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì thế? Trương Liêm đến lúc này mới để ý người này tuổi ngoài ngũ tuần, râu dài quá ngực, hai mắt sáng lên như hỏa tinh, thân vận trường bào vải xô màu xám cho thần thái phiêu dật như kẻ sĩ ẩn cư sơn lâm, chàng liền cười thầm trong lòng đáp, vừa rồi núi lở xuống lấp một miệng hang động. Trường bào lão nhân nói, điều này thì lão quận đã nhìn thấy nhưng muốn hỏi là có người đánh nhau trong đó hay không? Thì Hồng Anh liền kéo nhẹ vạt áo Trương Liêm khẽ giọng nói, Liêm ca ca trước tiên hỏi qua tính danh ông ta rồi hãy nói. Trường bào lão nhân cười nói, vị tiểu nữ hiệp này quả thực lợi hại, thực tế thì vô tình giữa đường gặp nhau há tất hỏi đến tính danh. Thì Hồng Anh bên ngoài chẳng hề mang một tấc sát thế mà bị trường bào lão nhân nhận ra là người trong giang hồ thì không giật mình, vội la lên chối phăng, ai là tiểu nữ hiệp chứ, xem ra lão trường nhìn nhầm người rồi. Trường bào lão nhân nghiêm nét mặt nói, người trong giang hồ hiệp nghĩa chẳng hề biết nói dối, đúng là đúng, sai là sai, hiệp nữ thân hoài tuyệt nghệ, chỉ có điều công lực hỏa hầu còn kém mà thôi. Lại nói vì tiểu ca này thì trước mắt tuy chưa nhập môn võ nghệ, nhưng nếu như chỉ một thời gian học nghệ thì nhất định sẽ thành một đóa hoa tinh anh kỳ tài. Lão quận đã xem nhiều người, nhưng chưa từng thấy người nào lại có được tư chất thiên phú như vị tiểu ca này. Thì Hồng Anh nghe lão nhân nói Trương Liêm như thế thì trong lòng mừng thầm, chỉ có điều nghe mấy câu mang tính giáo điều này thì lại không vui, chau mày gắt giọng nói thế, lão trường phải là thầy xem tướng. Trường bào lão nhân hơi ngẩn người, lắc đầu nói, lão quật trước giờ chưa từng xem tướng xem bói. Thì Hồng Anh cong môi nói, thế thì vì sao lão lại nói là đã xem cho nhiều người? Một câu này vặn đến khiến trường bào lão nhân phải lắc đầu cười khổ, nói đủ thấy vừa rồi lão quận nói cô nương rất lợi hại thì chẳng sai chút nào, chỉ mới nói ngôn từ linh lợi thì người bình thường chẳng sao qua mặt nổi. Thì Hồng Anh bật cười thốt lên, ha, nói thế lão trường nhất định chẳng phải là người bình thường. Trường bào lão nhân lại ngớ người, quả thực lão chẳng sao nói lý qua nổi vì tiểu cô nương này, cười điềm nhiên nói, hiệp nữ nếu như chịu nói chuyện gì vừa xảy ra thì lão quật có thể nói hết cho cô nương nghe. Trương Liêm lặng lặng nghe thì Hồng Anh đấu khẩu với trường bào lão nhân, chung quy thấy lão già không ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ cãi nhau một lúc nữa tổn thương hòa khí thì không hay, bèn chen vào nói, lão trường có nghe nói qua hai nhân vật gọi là Hoắc Tiểu Tiên và Nguyễn Cốt Thú Tài chứ. Trường bào lão nhân vừa nghe chàng nói một câu này thì mặt đã hơi đổi sắc, vội thét hỏi, hai người này thế nào? Dòng lão vang lên nghe đến chối tai, khiến Trương Liêm giật mình thoái về sau hai bước vội đáp, hai người này đáo để thế nào tiểu khả không dám đoán định. Bởi vì Hoắc tiền bối sau khi đuổi ngu huynh muội chúng tôi ra khỏi hang, thì trong đồng lập tức vang lên tiếng nổ lớn, đất đá đổ xuống ầm ầm, sau đó thì cảnh vật như hiện tại đây. Vừa nói chàng vừa nhìn lại miệng thạch động. Trường bào lão nhân ngược lại chỉ nghe đến đó liền thốt lên, nguy rồi. Chẳng nói thêm tiếng nào, liền phóng ào tới cửa hang bị lấp kín, vung trường đánh xuống. Bình một tiếng vang lên rung chuyển cả núi, đất đá bay lên tung tóe. Bình, bình. Trường bào lão nhân chẳng hề ngừng tay, mà hết trường này lại vung trường khác đánh tới, càng lúc càng mạnh hơn. Cứ mỗi một trường đánh xuống, đất đá bị bới văng ra hai bên tạo thành một hốc nhỏ, cứ thế phút chốc đầy trời đất cát bay mù mịt. Trương Liêm và Thi Hồng Anh hai người ở gần đấy, bị dư phong và đất đá bắn ra khiến đứng không vững phải thoái về sau 7-8 trường.
Bấy giờ chỉ thấy Trường Bào lão nhân một mình chìm ngập trong đám bụi, Trương Liêm hết sức kinh ngạc nhìn Thi Hồng Anh nói, Hồng muội muội, xem ông ta làm gì thế, chẳng lẽ định đào một con đường thông vào đồng. Thi Hồng Anh thở dài, không đáp mà hỏi ngược lại, huynh đoán xem người này là ai? Trương Liêm chẳng chút suy nghĩ đáp ngay, phải là Vô Sầu cư sĩ. Ngoạc kép, Thi Hồng Anh gật đầu nói, muội cũng nghĩ như thế. Nếu như không phải là Vô Sầu cư sĩ, thì nhất định không thể nào vừa nghe nói đến Hoắc tiền bối lại hốt hoảng nôn nóng như thế, có thể là ông ta muốn tìm lại bức chức cầm đồ, hoặc là xem có thể cứu được Hoắc tiền bối hay không. Trương Liêm thấy nàng cũng đoán định Trường Bào lão nhân là Vô Sầu cư sĩ, cảm thấy con người này cũng thân thiện, bèn nói, người này cũng là người tốt, muội muội xem có cách gì để giúp ông ta không. Thi Hồng Anh nhún vai cười nói, Vô Sầu cư sĩ thân hoài tuyệt đỉnh công phu, trường lực như bài sơn đảo hải, có lẽ còn ghê gớm hơn cả gia sư, sức muội giúp gì được ông ta chứ. Ngoạc kép, Trương Liêm giọng đầy nghiêm túc nói, muội muội lại quên đến cặp kim ngân chảo rồi sao? Thi Hồng Anh a một tiếng buồn miệng nói, huynh lại khéo xúi dục muội, nên biết cặp ma cô chảo này còn gọi là kim ngân song chảo, là sư môn chí bảo, nhỡ như làm hư tổn đến nó thì muội làm sao ăn nói với sư phụ. Trương Liêm thở dài nói, vậy thì khó, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn lão nhân ra trường cho đến khi kiệt sức chết hay sao? Chàng nói điều này là hoàn toàn có khả năng, nếu như Vô Sầu cư sĩ cứ vận hết kinh lực vào trường mà đánh ra, chẳng mấy chốc sức tàn lực kiệt thoát dương tuyệt khí chứ chẳng nghi. Thi Hồng Anh hai ánh mắt cứ chuyển động nhanh, hết nhìn Vô Sầu cư sĩ lại nhìn Trương Liêm, thần thái do dự qua một lúc cũng hết, nàng thở dài nói, thôi được, vì huynh, muội làm tất cả. Trương Liêm vừa nghe thì mừng, nhưng nghĩ lại ngớ người hỏi, muội không sợ lệnh sư của trách sao? Thi Hồng Anh cắn môi nhìn chàng nói, muội dám làm dám chịu, nhiều lắm thì bị sư phụ của trách một trận là xong, chẳng đáng nói, huống gì còn có huynh. Nàng nói đến đó thấy hơi quá lời, đành ngừng lại. Tôi, Trương Liêm vui vẻ nói, nếu như lệnh sư chịu phạt đến tôi, thì nhất định chẳng bao giờ để liên lụy đến muội muội. Thi Hồng Anh bật cười khúc khích biết chàng hiểu nhầm ý của mình, nhưng thấy thẹn mà không nói nữa. Nhíu mày nói, thôi đủ rồi, muội giúp ông ta một tay vậy. Trương Liêm trong lòng cảm kích, nắm lấy tay nàng nói, tôi cũng đi. Thi Hồng Anh cắt ngang, huynh không được, đất cát bắn vào người huynh thì gay. Trương Liêm kiên nghị nói, tôi chẳng sợ. Nói rồi chàng liền chủ động nắm lấy tay nàng kéo đi. Thi Hồng Anh biết chàng tính tình cương nghị khí khái mới hăng hái như thế, thấy mình cũng hơi nhỏ nhen khi cứ lo cho chàng, bấy giờ cả hai xông vào trong đám bụi đất mù mịt, nàng gọi lớn, lão trưởng, chúng tôi đến giúp lão đây. Không biết là vì tiếng nàng gọi nhỏ hay là tiếng đất đá đổ ầm ầm, Trường Bào lão nhân chừng như chẳng hề nghe thấy mải miết ra sức mà đánh. Bấy giờ chỉ thấy cả người lão ta đẫm ướt mồ hôi, râu tóc bết vào áo, quanh người bụi đất bám kín như biến thành một con người khác. Ngược lại, trường lực của lão đào được một chiếc hố rồng tầm một xích vuông, nhưng hễ một trường đánh ra là đất đá lại từ trên đổ xuống, thật là một việc làm hết sức nguy hiểm. Trương Liêm nhìn thấy cảnh lão già đào núi mà chạnh lòng, buồn miệng thốt lên, lão trưởng, xin hãy nghĩ tay một lúc bình, bình, bình. Trường Bào lão nhân đến đầu cũng chẳng ngoái nhìn lại, chỉ có tiếng trường lực đánh vào vách đá vọng lại đáp lời Trương Liêm. Thi Hồng Anh mày ngài nhíu lại nói, ông ta điên rồi chăng? Cẩn thận kẻo ông ta đánh trúng huynh, cứ để muội thủ phát một chảo xem sao. Ngoạc kép. Nói rồi, nàng giương tay phải lên, chỉ thấy ánh ngũ sắc lóe sáng như sắc cầu vồng. Vù một tiếng, anh ngũ sắc biến mất, kèm theo đó vách đá vỡ ra một lỗ hổng rộng có đến 2 xích vuông, sâu đến 3 xích. Đến lúc này mới thấy Trường Bào lão nhân giật mình ngừng tay lại, thất thanh la lớn, ma cô chảo. Rồi lập tức quay ngoắt người lại hướng Thi Hồng Anh quát, nhanh cho ta mượn. Vâng, Thi Hồng Anh đáp lại một tiếng, tay trái vung lên 5 đạo kim ngân bay ra. Cho ta mượn, Trường Bào lão nhân vừa la lớn, đồng thời vừa giơ tay chộp một cái, đôi ma cô chảo của Thi Hồng Anh đã nằm gọn trong tay lão. Trường Bào lão nhân nắm được ma cô chảo trong tay, cười lên kha khả nói tiếp, tiểu tiên ơi tiểu tiên, ta nhất định vào cứu nàng đây. Ngoạc kép,
thì Hồng Anh bị đoạt ma cô chảo một cách dễ dàng thì trong lòng tức giận, thuận tay đánh một chưởng vào vai lão già, nhưng lão ta chừng như chẳng thèm để ý, chỉ việc nắm đôi ma cô chảo mà đào đất ầm ầm, đất đá lần nữa lại bay lên mù mịt. Trương Liêm ôm cứng lấy tay Thi Hồng Anh, không cho nàng đánh nữa, dòng khẩn cầu nói, muội muội, xin cứ cho ông ta mượn, ông ta chẳng bao giờ đoạt lấy của muội đâu. Cũng chỉ là huynh. Thi Hồng Anh hậm hực nói, nhưng vừa rồi đôi ma cô chảo trong tay còn bị đoạt một cách dễ dàng, giờ đây tay không thì làm gì được người ta, chỉ đành chút giận với người trong mộng của mình mà thôi. Trường bào lão nhân có đôi ma cô chảo trong tay thì như hổ thêm vây, càng ra sức mà đào, chẳng mấy chốc đã thấy cửa hang bị vít lấp mở ra một lỗ lớn sâu cả trượng, nhưng đúng lúc ấy đột nhiên thấy lão há miệng thổ ra một bung huyết tươi, đủ thấy khí huyết nội tạng đã tổn thương. Thì Hồng Anh thấy thế thất kinh la lên, nguy lão già chết mất. Nhanh cứu ông ta. Trương Liêm vội nói, đồng thời dục Thi Hồng Anh tiến lên, nhưng mấy lần đều không thành. Nguyên vì lúc nãy lão già như điên như cuồng, song chảo trong tay cứ vung lên giáng xuống, đất đá văng ra tứ tán gần như chôn cả người lão, chung quy người ngoài khó có thể tiếp cận được. Thì Hồng Anh phải giơ hai tay lên phất những khối đất đá bắn tới tránh làm tổn thương Trương Liêm, bực tức nói, xuống giếng cứu người, cứu không được người mà đến mình cũng bỏ mạng. Huynh không thấy lão ta vung chảo loạn xạ kia à? Chỉ cần chúng một chảo thì bất cứ người nào cũng không toàn mạng, làm sao lên cứu lão ta được. Quả thế, Trương Liêm nhìn vào đồng giờ đây chẳng còn nhìn thấy bóng lão già đâu nữa trong đám đất bụi ấy, có chăng chỉ là thấy ánh ngân quang của chảo cứ vung lên giáng xuống. Bất giác dậm chân kêu lên, thế thì làm sao bây giờ? Thì Hồng Anh nguýt dài, bực tức nói, cứ để cho lão ta chừng nào sắp chết, rồi chúng ta tìm cách cứu cũng còn kịp. Nàng nói chỉ là một câu cho bó tức trong lòng, nào ngờ Trương Liêm nghe thì lại thấy có lý và đầy hy vọng, hớn hở nói, đúng lắm, muội muội thật là thông minh. Thì Hồng Anh nghe chàng nói một câu thật ngây ngô khiến nàng không nhìn được cười, rồi tựa nhẹ người vào chàng đầy âu yếm. Chẳng ngờ trường bào lão nhân chừng như có một sức lực vô cùng tận, song chảo chẳng ngừng cứ đào liên tục, khối đất lão đào được phía sau càng lúc càng cao dần. Nguyên là lão càng đào thì đất đá chồng lên càng nhiều, khiến cho lão trạch hường lên trên, nhưng lão trung quy chẳng để ý gì nữa, nên đào sai hướng mà vẫn không hề hay biết. Trương Liêm đứng bên ngoài nhìn, chàng chỉ chú tâm đến một điều chờ lão già sắp kiệt sức là cầu Thi Hồng Anh vào cứu người, cũng không hề để ý đến điều này. Thi Hồng Anh ngược lại cứ tựa thân vào lòng người trong mộng, hơi nam nhân chừng như làm nàng ngây ngất, căn bản nhìn cũng không thấy, nghe cũng không nghe. Qua đi một lúc đột nhiên một tiếng rú lên rồi tắt nghẹn trong họng khiến cho đôi nam nữ giật mình tỉnh lại. Thì Hồng Anh nghiêng đầu nhìn vào trong động mới phát hiện chẳng còn nhìn thấy ánh ngân quang của cặp ma cô chào đâu nữa, mắt tối sầm lại la lên, lão già đi đâu rồi? Trương Liêm kinh ngạc nói, mới vừa rồi còn nhìn thấy ánh ngân chảo, sao giờ chẳng thấy đâu? Nhanh vào trong xem thế nào. Thì Hồng Anh nói nhanh, rồi vội vàng nắm lấy tay chàng kéo chạy vào trong động, nhờ vào thị lực công phu của nàng để đi, chẳng ngờ đi một lúc thì thoát ra ở cửa hang mới. Chỉ thấy bên ngoài cửa hang mới này có một người nằm trên đất, toàn thân từ đầu đến chân bao trùm bởi một lớp đất bụi y chẳng thể nhìn ra người ngợm thế nào. Thì Hồng Anh phải chăm chú nhìn một hồi mới a lên một tiếng, khi nhận ra người này chẳng ai khác, chính là Vô Sầu cư sĩ, bất giác thất thanh la lên, nguy rồi, lão già đã chết, cặp ma cô chảo của ta đâu? Trương Liêm nhìn thấy lão già hai tay không, chẳng nhìn thấy cặp ma cô chảo đâu cả, biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng gấp giọng nói, chẳng lẽ ma cô chảo bị rơi lại trong hang? Không. Thì Hồng Anh nói gần như khóc, dòng run lên vì ấm ức trách chàng, cũng chỉ tại huynh cặp ma cô chảo của muội có thể tự phát sáng, nếu rơi lại trong đồng thì đã nhìn thấy rồi. Trương Liêm trầm ngâm nghĩ ngợi, nói có thể đã bị đất cát vùi lấp nên không thấy được chăng. Thì Hồng Anh nói, nếu như vùi trong đất cát, lão già này làm sao lại ra được hang. Cũng chỉ tại huynh nhất định muốn người ta đem ma cô chảo ra đào đất mới bị lão già chết tiệt này đoạt mất, giờ không biết người nào ngang qua đây nhìn thấy bảo bối lại cướp mất đi. Trương Liêm nhìn lại bên miệng hang đất đá rất mới, rõ ràng là do Vô Sầu cư sĩ đào.
không loại trừ khả năng sau khi vừa ra khỏi động thì bị kẻ khác nhìn thấy đánh chết, rồi cướp mất ma cô chảo đi. Giờ có nói thế nào chàng cũng không tránh được trách nhiệm của mình trong chuyện này, nhất thời chưa nghĩ ra được một câu nào để an ủi vì muội muội của mình đang giàn giụa nước mắt. Ngược lại bị của trách khiến chàng càng quĩnh quĩnh tay chân nói, thôi, thôi muội muội yên tâm, ta nhất định tìm lại ma cô chảo cho muội. Thì Hồng Anh kêu lên, huynh đi tìm ư. Trương Liêm gật đầu khẳng khái, đương nhiên, bất luận thế nào thì ta cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này với muội, có điều vì lão nhân này không chừng chỉ bị ngất đi, xin muội muội đến xem có cứu tỉnh lại được chăng. Thì Hồng Anh ném một cái nhìn về phía trường bào lão nhân, bất ngờ mới nhận ra hai chân lão còn run run nhẹ, bèn bước tới sờ tay lên đầu lên ngực lão nhân, rồi nói, đầu còn ấm tim còn đập có lẽ cứu được. Huynh thử lục trong người lão ta xem có mang theo đan dược trị thương nào không. Trương Liêm nghe nói còn có cơ cứu được thì vui mừng vô cùng, vội bước tới sờ tay lục khắp người lão già, tìm thấy một tấm ngọc bài, một chiếc bình sành và một tấm đại nguyên bảo. Mở chiếc bình sành ra xem quả nhiên thấy chứa mười mấy viên đan dược, hớn hở reo lên, muội muội xem đây có phải là đan dược trị thương không. Thì Hồng Anh tiếp lấy bình sành, ngửi ngửi một chút rồi trầm ngâm nói, muội cũng không biết đây có phải là đan dược trị thương hay không, nhưng theo thông thường mà nói thì người trong giang hồ thường vẫn mang theo trong mình thuốc trị thương phòng khi bất chắc, hiện tại tình thế bất đắc dĩ đành cứ để cho ông ta uống thử xem sao. Đây quả đúng là tình cảnh bệnh cấp loạn đầu y, thì Hồng Anh muốn cứu lão già thực chất cũng chỉ để hỏi cho ra cặp ma cô chảo của mình, bấy giờ chẳng kể gì đến nam nữ phân biệt, hai tay bóp lấy miệng lão già há ra, rồi tay kia dốc cả nửa chai thuốc vào đoạn vuốt vuốt mạnh cổ họng lão cho nuốt xuống. Qua đi một lúc, trường bào lão nhân đột nhiên nảy người lên trên, miệng nôn thốc ra một bung huyết khối đen xỉ. Trương Liêm vui mừng nói, lão trường tỉnh lại rồi, lão trường tỉnh rồi. Kỳ thực trường bào lão nhân chưa hồi tỉnh hẳn, lão liên tiếp nôn thốc mấy bung huyết ứ, rồi xịu người xuống nằm nhắm mắt mê man. Thì Hồng Anh mày ngài nhíu lại, nàng là người luyện võ nên nhận ra vấn đề không đơn giản, thở dài nói, lão già này tâm phế đã bị nát, cứ nhìn nôn ra máu kèm nội tạng bấy nát, có lẽ khó cứu sống nổi. Nào ngờ, nói chưa dứt lời thì thấy lão già thân hình rung mạnh lên, rồi mở chừng hai mắt ra. Trương Liêm thấy thế hai tay lắc mạnh thân hình lão già kêu lên, lão trường tỉnh lại rồi chứ. Trường bào lão nhân hai mắt trương lớn nhìn chàng một hồi mấp máy đôi môi hỏi, ngươi là ai? Trương Liêm quên khuấy đối phương từng nói không hỏi tính danh, liền đáp tiểu sinh là Trương Liêm. Trường bào lão nhân vừa nghe tên chàng thì hai mắt sáng lên khác thường hỏi lại, ngươi là Trương Liêm? À, đáng tiếc lão phu, ngoạc kép. Trương Liêm nghe lão nói càng lúc càng yếu đi thì phát hoảng, vội hỏi, lão trường vẫn còn đan dược uống nữa chăng? Trường bào lão nhân cười thảm nói, lão quật không xong rồi, tâm phế nát bấy, thần tiên đến đây cũng không cứu sống nổi. Ngươi xem một cuộn giấy trên người lão quật còn hay đã mất rồi. Trương Liêm nghe nói liền lục lại trên người lão, quả nhiên lấy từ làn áo trong ra một cuộn giấy đã ngả màu thời gian, giơ lên trước mặt lão ta nói, có phải cái này chăng? Trường bào lão nhân gật đầu nói, đây là pho võ công tinh hoa mà lão phu bình sinh nghiên cứu, đáng tiếc còn chưa viết xong, nhờ ngươi giao nó lại cho khuyền tử là Trang Cảnh Hùng, kiếp sau lão quật xin kết cỏ ngậm vành. Trương Liêm vội nói, lão trường chớ nên nói như thế, chỉ có điều không biết lệnh lang hiện tại đang ở đâu. Trường bào lão nhân a lên một tiếng nói, lão phu chắc hiểu vô sầu chỉ vì năm xưa trước lấy Hoắc Tiểu Tiên làm thiếp mà nhi tử tức giận bỏ đi, cho đến nay đã 20 năm không có tin tức gì của nó. Trương Liêm nghe thì thấy lung túng, nói như thế thì biết đi đâu tìm con lão ta chứ. Vô sầu cư sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, có điều cầu tử tướng mạo rất giống với lão quật đây, chỉ gặp là nhận ra ngay. Trương Liêm là người, chàng nghĩ không nên làm tổn thương thêm niềm tin của người sắp chết, kiên nghị nói, tiểu sinh nhất định làm đúng như lời lão trưởng. Vô sầu cư sĩ tự nhiên bật cười thành tiếng nói, lão quật thầm tin lời hứa của tiểu ca ngươi, mấy viên đan dược trong bình này có công năng khởi tử hồi sinh, xin cứ cất lại mà dùng. Thì Hồng Anh chen vào nói, lão trường bị ai đánh đến trọng thương thế này?
Vô sầu cư sĩ lắc đầu nói, lão quân lúc nãy lực kiệt sức tàn, mắt tối sầm lại, chung quy chẳng nhìn rõ là ai. Thi Hồng Anh nói, vậy người kia dùng thủ pháp gì, lão trường có nhận ra chăng? Vô sầu cư sĩ ngẫm nghĩ giây lát, hốt nhiên sắc mặt biến đổi, lại há miệng nôn thốc mấy bung máu, đoạn nhắm hờ mắt Trương Liêm thấy thế vội la lên, muội muội nhanh cho lão nhân phục dược. Thi Hồng Anh nói, huynh không muốn sao? Trương Liêm nghiêm túc nói, thuốc là dùng để trị người bị thương, trước tiên nên cứu chàng lão trường mới phải. Thi Hồng Anh biết tình chàng quật cường có chút cố chấp, biết nói cũng không thay đổi gì được, bấy giờ đành dốc mấy viên đan dược cuối cùng vào mồm vô sầu cư sĩ. Quả là linh dược hiệu nghiệm, sau một lúc thần sắc vô sầu cư sĩ đã thấy khá hơn, từ từ mở mắt ra, nhìn bọn họ hai người thở dài nói, các người lại cho lão quật uống thuốc sao? Trương Liêm tiếp lời nói, đương nhiên phải trị thương cho lão trưởng. Vô sầu cư sĩ lại thở dài nói, thật lãng phí, làm gì có danh y cứu tuyệt mệnh. Tà, lão hủ lục mạch đã đoạn, chân khí đã kiệt, tâm can bấy nát. Khục khục. Lão phải ngừng lại để ho mấy tiếng rồi nói tiếp với dòng uất hận, hung đồ dùng một thủ pháp rất hiểm ác mà lại rất cao minh, đến lão hủ mấy mươi năm hành cước giang hồ mà cũng không nhìn ra được lai lịch. Có điều, muốn công phá nhà tường tháp thì phải lấy cho được 5 loại binh khí hiếm có trong thiên hạ là ma cô chảo, lượng tài xích, vân trần đao, chiếu đàm kiếm và địa ba sản. Những người biết được bí mật này không nhiều, xem xong Long Ngọc bài có còn hay không. Chương 6, chia tay bùi ngùi. Trương Liêm bấy giờ chính đang còn cầm trong tay tấm ngọc bài có khắc hình hai con rồng xinh xinh, vội vàng đáp một tiếng còn. Nào ngờ, vô sầu cư sĩ chẳng biết có nghe kịp tiếng chàng đáp hay không, lão ho lên sù sù rồi nôn thốc máu ra thành vòi, cuối cùng cả người nảy lên thêm mấy cái nghẹo đầu sang một bên tuyệt khí. Thi Hồng Anh thấy thế vội la lên, lão già này đúng thật, nhằm vào lúc quan trọng này mà chết. Trương Liêm nhìn thấy cái chết thảm của vô sầu cư sĩ, trong lòng cũng không khỏi thương tâm. Hai mắt cay cay định khóc thì nghe Thi Hồng Anh rủa một câu như thế, chàng không vui nói, người đã chết còn mắng gì nữa chứ. Thi Hồng Anh nhăn mặt cười hòa nói, ai bảo lão ta lại chết đúng vào lúc này chứ. Trương Liêm liếc nàng một cái nói, chết thì chết, ai tính trước được giờ nào chứ. Huynh xem này, Thi Hồng Anh nói, lão ta nói trong thiên hạ người biết được bí mật về nha tường tháp không nhiều, cũng thấy được lão có thể nói ra vài kẻ khả nghi là hung đồ. Vậy mà lại đúng vào lúc này lại chết, đến cặp ma cô chảo của muội cũng không kịp hỏi một câu. Trương Liêm nghe nói cũng thấy có lý, chép miệng vẻ tiếc rẻ nói, nghĩ lại cũng tiếc thật may mà trang lão trường còn phó thác cho chúng ta tìm con trai của ông, thuận tiện cũng có thể thăm dò cặp ma cô chảo thất lạc. Nói không chừng con trai của trang lão trường cũng biết chuyện công phá nhà tường tháp có thể cung cấp cho ta một manh mối nào chăng? Thi Hồng Anh nghe nói thì hai mắt sáng lên, cười nói, Trung Quy huynh nói có lý, ông ta phó thác cho huynh đem pho tinh hoa võ công giao cho con trai ông ta, huynh thì chính đang cần phải luyện võ, đem nó ra mà luyện chẳng tốt lắm sao? Trương Liêm ngẩn người một lúc, đoàn lắc đầu dứt khoát nói, trang lão trường không bảo ta luyện môn võ công của lão. Thi Hồng Anh cắt ngang lời chàng, thế mới đúng là con mọt sách, ông ta biết rằng mình sắp chết, võ công tinh hoa trao cho huynh, chẳng lẽ huynh không thể luyện hay sao chứ? Trương Liêm vẫn chau mày lắc đầu nói, chưa được phép chủ nhân đồng ý, ta nhất định không luyện. Thi Hồng Anh nghe mà tức giận cứ cắn môi vào nhau, đôi nhãn châu chuyển nhanh, trong đầu nghĩ kế, rồi chợt chỉ tay vào trong đồng nói, không luyện thì thôi, trước tiên chôn lão già rồi nói. Trương Liêm gật đầu tán đồng, lập tức cúi người hai tay bế thi thể vô sầu cư sĩ. Thi Hồng Anh vội nói, thi thể ông ta đầy cả máu, chớ để dính dơ pho bí kíp võ công, tạm thời đưa muội nắm cho. Một câu này có lý, Trương Liêm chẳng chút do dự trao cho nàng ngay, rồi tự mình bế xác vô sầu cư sĩ vào động, hai tay xê dịch đá thành một lỗ huyệt, rồi chôn lão già vào đó. Mọi chuyện xong đâu đấy, chàng trở ra khỏi đồng miệng nói, chôn xong rồi, đáng tiếng mất cặp ma cô chảo không làm được bia. Nói đến đó, hốt nhiên chàng nhìn thấy Thi Hồng Anh chính đang chăm chú đọc pho võ công tinh hoa, gấp giọng la lên, muội sao lại xem trộm bí kíp của người khác. Thi Hồng Anh chẳng vội chút nào, từ từ cuộn pho bí kíp lại,
hừ một tiếng nói, ông ta làm mất cặp ma cô chảo của muội, muội xem bí kíp của ông ta thì đã sao chứ? Không xem thì thôi, trả lại huynh đây. Nghe nàng nói một câu này, ngược lại khiến Trương Liêm thấy lung túng, nhe răng cười xòa nói, xem thì cũng đã xem rồi, còn gì nói nữa chứ? Thì Hồng Anh bật cười khúc khích nói, huynh nói thì cũng đã nói, còn gì để nói nữa chứ? À, muội muội lợi hại thật đấy. Trương Liêm lắc đầu cười khổ nói tiếp, thảo nào mà Trang lão trường bảo muội mồm miệng không ai đấu nổi. Thì Hồng Anh cười hì hì nói, thôi đi, miệng huynh mới là lợi hại. Nhanh cất bí kíp vào, tốt nhất giấu cho kín, tránh kẻo bị người ta xem trộm, thậm chí có thể luyện thành nó nữa kìa. Trương Liêm làm sao biết được thì Hồng Anh thông minh tuyệt đỉnh, sách nào chỉ xem qua là thuộc nằm lòng, vừa rồi chỉ đọc lướt qua cũng đã nắm thuộc hết những gì ký tải trên pho bí kíp. Trương Liêm thấy nàng mỉm cười khó hiểu, cứ ngỡ là nàng còn giận mình vì một câu không phải vừa rồi, bèn nói, ta nghĩ muội muội không bao giờ trộm xem, chỉ sợ người khác trộm mất, hay là muội cất nó dùm ta. Thì Hồng Anh không ngờ chàng nói ra câu này, ngỡ người một lúc rồi nghiêm mặt nói, huynh nếu như quả thật muốn mang pho bí cấp này trao cho con trai Trang lão trưởng, thì tốt nhất cần phải luyện thành thục võ công ký tải trên đó, rồi đốt phước nó đi, sau này gặp được con trai ông ta thì đem nó ra mà dạy lại. Nếu không huynh khó mà mang trong người một pho võ học tinh hoa đi khắp giang hồ mà không bị kẻ khác dòm ngó. Trương Liêm nghe nói, ngẫm nghĩ một lúc nói, chưa được Trang lão trưởng cho phép, ta quyết không thể luyện võ công trong bí kíp, xin muội muội nghĩ cách khác đi. Thì Hồng Anh cắn môi bực tức nói, huynh đúng là người cố chấp chưa từng thấy, ngoài cách này ra chỉ e không còn cách nào an toàn hơn được nữa, à thôi thế này, huynh cứ cất pho bí kíp vào đi, giờ học môn võ công của muội đây thì cũng có thể tự bảo vệ được. Muội chịu dạy cho ta sao? Trương Liêm chỉ buồn miệng mà nói, rồi bỗng nhiên trao mày nói tiếp, nếu như có thể giấu kín không để một ai hay biết thì cần gì phải học võ công. Thì Hồng Anh không vui nói, không muốn người ta biết, trừ phi mình không làm. Huynh nếu như không học võ công, nếu gặp phải kẻ xấu thì làm sao, hoặc như gặp kẻ cướp mất ma cô chảo của muội thì làm sao đối phó được với hắn. Nói đến đó, nàng chừng như sực nhớ tới một chuyện, thay đổi ngữ khí nói tiếp, lúc nãy Nguyên Cốt Tú Tài nói là đả thương sư bá của muội là Bàn Bất Cổ không biết hư thực thế nào, chẳng thể đi cùng huynh đến Hổ Đầu Nham được. Chỉ có thể truyền cho huynh vài câu khẩu quyết, huynh có chịu học hay không? Trương Liêm nghe nàng nói đi nói lại, chung quy vẫn ân cần quan tâm đến mình, cuối cùng gật đầu nói, thôi, đã thế ta theo muội trở lại Cô Tô Thành học võ nghệ, lệnh sư bá cũng là người có ân cứu ta, cần phải đến xem người thế nào mới phải. Ngoạc kép, không, thì Hồng Anh lắc đầu kiên quyết nói, huynh chẳng đi nhanh như muội được, đi thì chỉ làm chậm chân người ta, giờ muội dạy huynh khẩu quyết, chừng nào huynh thuộc lòng muội rồi thì muội đi ngay. Khẩu quyết luyện nội công là điều căn bản nhất mà bất cứ người nào mới nhập môn cũng phải thuộc nằm lòng, nhưng mỗi loại khẩu quyết công phu thì lại có một cách luyện khác nhau. Vô Sầu cư sĩ trưởng pháp đỉnh danh Võ Lâm từ tay soạn ra pho bí kíp võ học tinh hoa, lập luận chính xác, mỗi câu mỗi chữ đều chính xác đi đúng vào yếu điểm võ học. Bấy giờ thì Hồng Anh miệng đọc khẩu quyết, tay múa minh họa, chẳng mấy chốc truyền cho Trương Liêm thuộc nằm lòng khẩu quyết trong pho bí kíp của Vô Sầu cư sĩ, đột nhiên Trương Liêm chẳng một mảy may biết điều này. Thì Hồng Anh nhìn thấy Trương Liêm thông minh đỉnh ngộ, tuy là lần đầu thâm nhập võ học mà chàng lại tiếp thu cực nhanh, trong lòng nàng mừng rơn mười nói, chẳng ngờ huynh chỉ nhìn là thuộc ngay, đỡ mất thời gian của muội, huynh đi dọc đường nhớ phải nhẩm đi nhẩm lại mà luyện, sẽ bớt bị người khác ăn hiếp. Giờ nhân trời còn chưa tối, muội tiến chân huynh một đoạn rồi trở lại Cô Tô. Trương Liêm nói, muội đi Cô Tô là chuyện cần kíp, ta từ từ đi cũng được. Thì Hồng Anh không nghe theo lời chàng nói, không được, huynh chẳng biết khinh công lại không có tấc sắt trong tay, nhớ đi đường rừng núi gặp sói gặp hổ thì nguy. Cuối cùng, Trương Liêm cũng đành để nàng tiến chân đến tận Quan Lộ. Thì Hồng Anh còn căn dặn chàng một lúc nữa, rồi mới bình dịn chia tay chàng. Trương Liêm lúc này đã biết thế nào là võ công, nhưng kỳ thực chưa luyện thành chút võ công nào, mắt nhìn Thi Hồng Anh thi triển khinh công, bóng hồng vút nhanh thoáng chốc đã khuất dạng trong trời chiều.
Nghĩ lại một ngày đêm trải qua bao nhiêu nguy hiểm, tuy nhiên mỗi lần đều được hóa giải hung thành cát, nhưng chung quy vẫn nhờ vào người khác giúp đỡ, thậm chí còn hy sinh thêm mấy mạng người. Nếu như bàn bất cổ quả thực đã chết thì nợ ân tình nàng thực là... Chàng đứng ngây người suy nghĩ, bất giác buông tiếng thở dài, rồi mới nghĩ chuyện cần phải đi, sờ tay sờ lên người xem lại pho bí kíp trong áo và cả tấm song long ngọc bài, dắt bên hông, đoạn cất chân bước đi trong hoàng hôn. Màn đêm đổ xuống, chẳng mấy chốc Trương Liêm đã nhìn thấy phía trước thấp thoáng ánh đèn, một tiểu trấn hiện ra trước mặt. Chàng nghĩ chỉ vào thị trấn tìm chút gì ăn qua loa là lên đường ngay, quyết không dừng chân lại nghỉ qua đêm, phải nhanh chóng trở về nhà xem cha thế nào. Vừa tính xong trong đầu, bất chợt một bóng người lướt tới chộp cứng cổ tay chàng quát tiểu tử, nha đầu đi cùng với người đâu rồi. Trương Liêm chưa kịp phản ứng gì thì cả cánh tay đã nằm gọn trong tay đối phương, chàng giật thót mình định thần nhìn lại, bất giác a lên một tiếng khi nhận ra người này chính là vị sư bá của Thi Hồng Anh, bàn bất cổ. Lão trường vẫn khỏe ư? Bàn bất cổ dòng tỏ ra tức giận quát, ngươi nghĩ ta chết chắc? Không, không. Trương Liêm vội lắc đầu đáp, cứ nhìn lão già vốn thân hình ngũ đoàn, giờ tức giận lên càng trông buồn cười vô cùng. Nhưng chàng chẳng dám cười, nói tiếp bởi vì Nguyễn Cốt Thú Tài nói lão trường chúng độc thủ của hắn thì cô nương lo lắng mà chạy cả đêm trở lại Cô Tô tìm lão trường rồi. Thì cô nương, bàn bất cổ ngược lại tỏ ra ngạc nhiên, rồi hừ một tiếng lạnh lùng nói, Nguyễn Cốt Thú Tài mà xưng với ta, hắn đâu? Trương Liêm cười nói, Nguyễn Cốt Thú Tài Đỗ Nhất Trâm đã chết. Bàn bất cổ nghe một câu này thì hết sức kinh ngạc nói, có chuyện này sao? Trương Liêm nghiêm túc nói, tiểu sinh nào dám dối lời, Nguyễn Cốt Tú Tài đúng là đã chết thì cô nương thì đi chưa lâu, lão trường cứ trở lại Cô Tô tìm cô ấy hỏi thì biết ngay. Bàn bất cổ thoáng chút ngớ người, rồi bật tiếng cười nhạt nói, tiểu tử ngươi định lấy vải thưa che mắt thánh đấy sao? Hừ, định lừa lão phu đi chăng, lão phu nhất định hỏi tội ngươi. Trương Liêm biết bị hiểu nhầm, bấy giờ đành đem chuyện Hoắc Tiểu Tiên đồng quy chi tử với Nguyên Cốt Tú Tài trong thạch đồng như thế nào kể hết cho lão ta nghe, duy nhất dấu chuyện Thi Hồng Anh mất cặp ma cô chảo và cái chết của vô sầu cư sĩ. Bàn bất cổ nghe rồi hai mắt trương lớn nhìn chàng đau đáu, rồi đột nhiên bật cười kha khả. Trương Liêm giật mình nói, tiểu sinh không hề dối nửa câu, chẳng lẽ lão trường không tin chăng? Bàn bất cổ khoát tay cười nói, lão phu chẳng phải không tin, mà là thấy chuyện hết sức khéo. Nguyễn Cốt Tú Tài nói là lão phu đã chết, ngược lại hắn chết trước, còn nha đầu kia ai bảo lại tin lời Nguyễn Cốt Tú Tài, phạt hắn chạy không một chuyến về Cô Tô. Này, giờ chúng ta vào trấn đánh chén một trận, tiểu tử ngươi có tiền chứ? Trương Liêm kể từ đêm ngộ nạn, đồ đạc đều để lại trên thuyền, may mà vừa rồi có được mấy đồng nguyên bảo của vô sầu cư sĩ để lại, tiền thì chàng có thể dùng đến được, nhưng chàng lại lo cho Thi Hồng Anh trở lại Cô Tô không tìm thấy sư bá của mình thì sinh chuyện, vội nói tiền thì có, nhưng xin lão trường nắm lấy đi uống một mình được chứ. Uống một mình. Bàn bất cổ tròn mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không biết uống rượu? Trương Liêm cười khổ nói. Không phải tiểu sinh hoàn toàn không biết uống, chỉ có điều này tiểu sinh đang nóng lòng trở lại Hổ Đầu Nham xem gia phụ thế nào, không tiện tiếp lão trường được. Không cần đi Hổ Đầu Nham nữa. Ngoạc kép. Bàn bất cổ lắc đầu đáp ngay, rồi nghiêm túc nói tiếp, nghe nói Tảo Diệp Trang chỉ còn lại đống cho tàn. Trương Liêm vừa nghe một câu như thế giấy nảy cả người lên hỏi lớn, lão trường nghe ai nói? Bàn bất cổ hỏi, ngươi còn ai ở Hổ Đầu Nha mà phải nôn nóng đến thế? Tảo Diệp Trang chủ chính là Gia Nghiêm. Bàn bất cổ thốt lên một tiếng ngạc nhiên nói thế ngươi là Trương Liêm. Trương Liêm mãi vẫn còn hoài nghi không biết phụ thân có đúng là thần kiếm thủ hay không, nhưng cho đến lúc này chàng không tài nào tìm ra lý do để chứng minh là không phải, bất giác hai mắt cay đỏ gật đầu đáp tiểu sinh là Trương Liêm, xin lão trường nói cho biết Gia Nghiêm có chuyện gì không. Bàn bất cổ thở dài một tiếng nói, lão phu quả thực không biết rõ tình hình thực tế ra sao, nhưng nghe người ta nói 10 hôm trước Tảo Diệp Trang bị hỏa tai thiêu cháy trụi, người trong nhà ngươi chẳng biết đi hướng nào. Trương Liêm lặng lặng nghe,
Bàn Bất Cổ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, theo lý mà nói, song thân của ngươi đều là tinh anh trong võ lâm, không thể không tránh được hỏa hoạn này, nhưng họ chạy đi đâu chứ? Hơn nữa, khi nhà ngươi bị hỏa kiếp thì nhiều nhân vật trong võ lâm truy tìm ngươi, đến tên Nguyên Cốt Thú tại một trong võ lâm thất ác cũng bị người khác xúi dục giết bọn Tô Châu Tứ Linh diệt khẩu, đủ thấy đây là một âm mưu ghê gớm. Trương Liêm nghe nói cả gia trang bị thiêu cháy, nhưng người nhà mình chạy thoát chẳng biết đi đâu, thì trong lòng cũng bớt phần lo lắng. Chàng thầm nghĩ cha mẹ ta không chuyện gì thì may rồi, dù cho hai người không biết võ công chăng nữa thì nhất định được người khác cứu mang đến nơi an toàn, nhưng lần này gia trang ta gặp biến cố lớn như thế, đến cả sư phụ của Thi Muội Muội là Hạt Ma Cô cũng chờ nghĩa chạy đến chi viện, ta làm sao không trở về đó xem hư thực thế nào được. Nghĩ một lúc chàng giữ thần thái bình tĩnh nói, lão trường có gặp sư phụ của Thi cô nương chứ? Bàn Bất Cổ nói, ngươi muốn hỏi đến Hạt Ma Cô chăng? Sáng nay ta chính muốn đi tìm bà ấy hỏi thăm tình hình Tào Diệp Trang, nào ngờ bà ta đã rời Huyền Diệu quán, sau đó nhìn thấy Hồng Nha Đầu đem ngươi giấu trong rừng trúc. Ta biết Hồng Nha Đầu chẳng phải là đối thủ của Nguyễn Cốt Thú Tài, cho nên trần đường hắn cho các ngươi chạy trước, nào ngờ tên Nguyễn Cốt Thú Tài Đỗ Nhất Trâm cũng biết lợi hại, hắn đánh được mấy chiêu thì tìm cách thoát thân. Ta cứ ngỡ thế là xong, ai ngờ hắn lại chạy theo các ngươi đến tận đây. Nè, Hồng Nha Đầu đối với ngươi tốt lắm chứ? Ngươi hỏi sư phụ nó làm gì? Có chuyện gì cứ nói với lão phu đây cũng được, hì hì. Nói cuối câu lão nheo mắt nhìn chàng đầy ngụ ý. Trương Liêm biết lão già hiểu nhầm ý mình, thầm rủa trong lòng, lão già chết tiệt. Mặt ửng hồng lên nói, Thi cô nương nói, mà cô lão tiền bối biết được tin bản trang ngộ nạn, cho nên mấy hôm trước đã rời Huyền Diệu quán đi Hổ Đầu Nham rồi. Bàn Bất Cổ nghe không khỏi kinh ngạc hỏi lại, bà đào cô chột mắt này làm sao lại biết tin chứ? Ngoạc kép. Những chuyện này đối với Trương Liêm thì càng mù tịt, chính đang ngơ ngác chưa biết nói thế nào, đột nhiên phía đông bắc có ánh lửa bùng lên dữ dội. Bàn Bất Cổ la lên, tiểu tử, ngươi tạm vào trong trấn tìm khách điếm nghỉ lại, chờ ta về rồi nói chuyện. Trương Liêm trao mày hỏi, lão trường định đi cứu hỏa. Bàn Bất Cổ chỉ tay vào đám lửa xa xa nói, lửa cháy ở hướng nhà Hồng Nha Đầu, ta làm sao lại không đi xem. Nói rồi, chỉ thấy nhún nhẹ chân, cả người tung lên không lộn một vòng rồi phóng đi, chốc lát khuất mình trong bóng đêm, chỉ còn lại một mình Trương Liêm đứng ngây người. Chương 7, tín vật bị mất. Trương Liêm vốn định nói cho Bàn Bất Cổ biết chuyện Thi Hồng Anh già chết thoát thân, nhưng lão ta đã đi quá nhanh, chàng đành y lời lão vào tiểu trấn tìm một khách điếm trò lại. Trương Liêm chọn một phòng kẻ mặt đường, gọi thức ăn và rượu, rồi đem pho bí kíp, bình thuốc và tấm ngọc bài của Vô Sầu cư sĩ cho vào trong một chiếc túi nhỏ, đoạn nhét dưới gối. Cài kín cửa, rồi ngồi bên bàn bắt đầu nhẩm lại khẩu quyết nội công tâm pháp mà Thi Hồng Anh dạy cho chàng, lại luyện thêm hai lần trường cước cơ bản, rồi cuối cùng mới ngồi bên song cửa sổ một mình độc trước, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài đường trông chờ Bàn Bất Cổ trở lại. Nào ngờ tửu nhập sầu trường, lập tức bao nhiêu tâm sự dâng lên trong lòng. Mười hôm trước hỏa tai thiêu trụi Tảo Diệp Trang ở Hổ Đầu Nham, mà chàng trên đường đi du học cũng bị hung đồ truy sát đáo để Tảo Diệp Trang bị hỏa hoạn bất ngờ hay bị kẻ nào gây nên. Chàng nhớ lại nguyên chàng không muốn đi học xa, nhưng phụ thân nhất định buộc chàng phải rời nhà đi du học, đi chưa đầy một tháng mà trong nhà đã gặp nạn. Chẳng lẽ cha đã biết trước hung đồ sẽ đến, nên cố ý lệnh cho mình đi xa? Phụ thân danh hiệu thần kiếm thủ, là con trai của người mà không biết một chút võ công nào. Tưởng thủy sinh cả nhà đều luyện võ công, thế mà Thi Hồng Anh ngược lại phải lén đi học võ công người khác. Đến giờ thì cả hai nhà đều gặp hòa tai, chỉ là một chuyện hết sức ngẫu nhiên hay là nằm trong một âm mưu ghê gớm? Chàng nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng thể giải đáp được chút nào, cứ ngồi như thế uống rượu trầm lặng cho đến khi nghe tiếng gióng mõ canh ba nổi lên. Mảnh trăng hạ huyền như ngân câu treo lơ lửng đầu tây, tinh quang thưa thớt bóng liễu rủ dài. Đây quả là một đêm êm ả, nên thơ, nhưng giờ này chàng chẳng còn chút lòng dạ nào để thưởng thức nó. Đột nhiên, hai bóng người gầy nhỏ xuất hiện trên đường. Người đi đầu nhún chân vọt lên cửa sổ, phóng chỉ lực điểm vào huyệt đạo trên người của Trương Liêm.
Người này ra tay rất nhanh, Trương Liêm đến nhìn cũng không kịp nhìn thì cả người đã cứng đờ ra, la chẳng thành tiếng. Người đi sau cũng vọt nhanh vào cửa sổ, khóa trái cửa lại, rồi thổi tắt đèn. Trương Liêm đến nằm mộng cũng không ngờ trong tiểu trấn Thanh Bình thế này mà cũng xuất hiện hung tinh, giờ thì toàn thân cứng đờ, miệng không nói được, chẳng biết đối phương định làm gì mình. Hai mắt tức giận ngầu đỏ nhìn chúng chằm chằm. Một tên trong bọn hốt nhiên cất tiếng cười nhạt nói, công tử xin chớ oán hận chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mượn tạm nơi này ẩn nấp một lúc mà thôi, quyết không làm gì tổn thương đến công tử đâu. Trong phòng lúc này, tối mịt, chỉ có chút ánh trăng bên ngoài rọi vào theo khe cửa sổ, nhưng Trương Liêm cũng nhận ra đối phương chỉ là hai thiếu niên tuổi chừng 15-16, thân vận kình trang, dáng người thấp nhỏ, người nào trên lưng cũng mang một chiếc túi vải và một thanh trường kiếm. Họ ăn mặc hoàn toàn giống nhau, nhưng vị thiếu niên vừa nói với chàng thì thắt lưng buộc một chiếc đai màu lam còn vị kia thì buộc chiếc đai màu đỏ. Trương Liêm nghe đối phương không có ý hại mình, trong lòng nhẹ nhõm, tức một điều là miệng cứng không nói được để nhờ đối phương giải khai huyệt đạo cho mình, chỉ đành giận số mình chẳng may. Đúng vào lúc này, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập chốc lát đã nghe gần kề, sắc mặt hai thiếu niên thay đổi, đưa mắt nhìn nhau. Thiếu niên buộc đai đỏ ngây người một lúc, rồi đột nhiên thò tay vào thắt lưng. Thiếu niên buộc đai lam giơ tay chộp lại tay đồng bọn nói, tuyệt đối không được vòng đồng. Thiếu niên buộc đai đỏ thét dài một tiếng nói, nếu như bọn chúng lục soát khách điếm này, thì chẳng thể không ra tay. Trương Liêm biết một khi hai thiếu niên này đồng thủ với bọn người truy đuổi thì người đầu tiên chịu nạn là mình, tự nhiên lo lắng đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bên ngoài tiếng vó ngựa đến gần rồi lại ra xa, chứng tỏ bọn truy binh chỉ chạy ngang qua trấn, qua phút chốc thì cảnh vật trở nên yên tĩnh. Thiếu niên buộc đai lam thở phào một hơi tỏ ra nhẹ nhõm, rồi nhìn Trương Liêm nói, chỉ cần ngươi không la lên thì ta lập tức giải khai huyệt đạo. Không thể, thiếu niên buộc đai đỏ vội cắt ngang cản lại, nói không nên giải huyệt cho hắn, nên biết chúng ta ở đây hoàn toàn không tiện. Thiếu niên buộc đai lam ngớ người một chút, hốt nhiên mặt ửng đỏ lên, bước đến bên giường ngồi xuống. Trương Liêm trong lòng rủa thầm, đồ chết tiệt có gì mà không tiện chứ? Chỉ muốn hành hạ người khác mà thôi. Thiếu niên buộc đai lam ngồi giường, chẳng biết cố ý hay vô tình mà giở chiếc gối lên, nhìn thấy gói đồ dưới gối liền nắm lên xem, kinh ngạc nói ý, đây là cái gì, xem thế nào? Thiếu niên buộc đai đỏ cười nói, chạy hỏa hoạn còn chưa hết ngươi còn định giỡn trò gì. Thiếu niên buộc đai lam vẫn cứ giữ chiếc túi trên tay nói, chiếc bao này thật lạ, vừa có thứ cứng lại vừa có thú mềm, vừa có thứ dài lại vừa có thứ tròn, lại nhìn kia vị công tử này mặt đỏ bừng lên, nhất định trong túi có của gì quý đây. Trương Liêm vừa giận vừa hoảng. Nhưng chẳng có cách nào ngăn được đối phương, bấy giờ đã thấy thiếu niên buộc đai lam giở chiếc túi lôi ra các thứ, giơ chiếc ngọc bài lên xăm soi nhìn một lúc rồi bỗng kinh ngạc la lên, tiểu cúc, ngươi đến đây xem chẳng phải là song long ngọc lệnh sao? Sao la lớn thế? Thiếu niên buộc đai đỏ được gọi là tiểu cúc quát, nhưng nghe mấy tiếng song long ngọc lệnh thì cũng hứng thú hẳn lên. Thiếu niên buộc đai lam lại giở cuộn giấy ra xem, bất giác ì lên một tiếng tỏ ra kinh ngạc nói, nhất định là song long ngọc lệnh, ngươi xem còn một pho bí kíp võ công lại nằm ở đây. Vừa nói dứt lời, lập tức nghe từ trên mái nhà có tiếng người quát vòng xuống, a, thì ra hai con tiện tỷ ở trốn ở đây. Hai thiếu niên thất kinh, thiếu niên buộc đai đỏ giơ tay mở cửa lớn. Thiếu niên buộc đai lam thì lại mở cửa sổ tiện tay phất nhẹ giải khai huyệt đạo cho Trương Liêm, rồi cùng nhau tung ra đường. Trương Liêm nghe người trên mái nhà quát hai người này là tiện tỷ, bấy giờ mới hiểu ra bọn họ là nữ giả nam nhân, bất giác ngớ người một lúc đến huyệt đạo đã được giải khai rồi mà vẫn không hề hay biết. Trong lòng thầm nghĩ bọn họ hóa tranh thành nam nhân tất phải là chuyện bất đắc dĩ, có điều bọn họ không nên lấy đi pho bí kíp và chiếc ngọc bài mới đúng. Hai thiếu niên rời khỏi phòng không lâu, một cỗ kình phong phất lên, một bóng trắng lướt nhanh theo cửa sổ vào phòng, người này vừa vào phòng nhìn thấy Trương Liêm, ngồi thừ trên ghế liền hỏi, tiểu tử, hai con tiện tỷ kia trốn ở đâu? Trương Liêm nhìn rõ người này là một trung niên tuổi ngoài 30, thân vận nho bào, trong lòng thoáng nộ nói, ta bị khống chế huyệt đạo chẳng nhúc nhích gì được, ngươi còn hỏi quái gì chứ?
Bạch Y Nho Sĩ thấy chàng ngồi chễm chệ y nhiên trên ghế, tức giận phất tay một cái khiến cả người chàng lộn nhào xuống đất miệng quát, ngươi muốn chết. Trương Liêm bất ngờ bị đánh một chưởng lộn nhào đau điếng người, vừa kinh vừa giận thét lên, kỳ quái, ta làm sao lại nói được. Bạch Y Nho Sĩ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi bị câm. Trương Liêm chẳng những phát hiện ra mình không chỉ nói được mà tay chân còn cử động được bình thường, vội chống tay lồm cồm ngồi dậy nói, lão huynh bớt giận, vừa rồi chẳng hiểu vì sao mà tay chân tôi chẳng cử động được, miệng cũng không nói được, có lẽ bị khống chế huyệt đạo. Bạch Y Nho Sĩ chỉ phất tay một cái thì đánh ngã chàng, biết chàng không nói dối, nhưng rõ ràng trước khi hắn vào đây thì huyệt đạo của Trương Liêm đã không còn bị khống chế, bấy giờ vẫn cười nhạt nói, ai khống chết huyệt đạo của ngươi, nhanh nói hai con tiện tỷ kia trốn ở đâu. Trương Liêm thầm nghĩ người này vừa vào đã ra tay đánh người, nếu như giờ nói cho hắn biết truy theo hai vị cô nương giả nam trang kia, nhất định nguy hại đến họ. Huống gì pho bí kíp đang nằm trong tay vị cô nương kia, nói không chừng cô ta mang đi rồi sẽ mang trả lại, còn nếu rơi vào tay tên này thì nguy mất. Như thế chàng liền thuận miệng đáp, lão huynh nhầm rồi, tôi nhìn thấy hai vị thiếu niên, chẳng phải nữ nhân. Bạch Y Nho Sĩ chừng mắt quát, nói bậy, ta rõ ràng nghe tiếng Tiểu Liên nói chuyện. Trương Liêm cứ vờ ngớ người nói, quái lạ, chẳng lẽ là nữ cải nam trang, vì sao chứ? Hừ, nhanh nói chúng nấp ở đâu. Bạch Y Nho Sĩ chừng như không kiên nhẫn được gằn giọng ra lệnh, đồng thời bước chân đến gần giường. Trương Liêm thực thấy sợ bị hắn đánh, thuận tay chỉ ra cửa nói, chạy hướng này. Bạch Y Nho Sĩ chẳng nói thêm tiếng nào, liền nhún chân vọt nhanh ra cửa. Ầm, ngoạc kép. Hắn đến đã nhanh mà đi còn nhanh hơn. Mở bật cửa tung ra vừa khéo tông vào tiên tiểu nhị đang lén nghe bên ngoài không kịp chạy trốn, rồi giáng bốp bốp hai cái tát tai quát lớn, ngươi nghe lén à. Tên tiểu nhị bị đánh đau điếng chẳng dám hé môi kháng cự, phải nở một nụ cười cầu tài. Người mà đại gia muốn hỏi chạy về hướng bắc rồi. Bạch Y Nho Sĩ a lên một tiếng vẻ hài lòng, rồi chạy nhanh ra khỏi khách điếm truy đuổi theo. Tên tiểu nhị ném một cái nhìn khinh miệt theo bóng Bạch Y Nho Sĩ, rồi bước chân vào trong phòng, nhìn thấy Trương Liêm tay nắm chiếc bình sành nhỏ ngồi thử người bên giường, bèn nói, khách gia, lần này gây họa lớn rồi, sao lại để cho bọn họ chạy vào phòng? Trương Liêm không vui nói, ta cho ai vào chứ? Tiểu nhị nói, vừa rồi chẳng phải Tịch đại gia nói có hai nữ nhân vào đây sao? Vị đại nhân này họ Tịch, là Diễm Nhi của Tưởng Bách Vạn. Trương Liêm nghe thì nhớ lại Thi Hồng Anh từng nói trước đây nàng bị Tưởng Thủy Sinh bức hôn, bất giác a lên một tiếng nói, thì ra là thế. Tiểu nhị ngỡ người nói, thì ra là khách gia cũng đã biết được danh đầu của tên cuồng đồ này sao, vậy thì tốt nhất xin nhanh rời khỏi tệ điếm, nếu để hắn không tìm thấy được người, nhất định sẽ quay trở lại giết khách gia. Trương Liêm nghe một câu này thì cả kinh nói, tên đó thực dám giết người sao? Có gì không dám? Tiểu nhị gật đầu đáp một cách chắc chắn, nói tiếp, gia đình hắn có tiền tài có thế lực cấu kết với quan lại, đấu văn đấu võ gì cũng chẳng qua nổi hắn, huống gì như khách gia chỉ là người ngoài đến đây, hắn có giết thì ai hỏi han gì đến hắn. Trương Liêm càng nghe càng giật mình, không ngờ tên trung niên nho sĩ vừa rồi lại là một tên hung đồ, thảo nào mà Thi Hồng Anh giả chết để thoát thân, nhất định không lấy hắn. Đáng tiếc không biết hai vị nữ nhân cải nam trang vừa rồi là người thế nào, nếu không may bị hắn bắt được thì hậu quả khó lường. Chàng giờ nghe ra lai lịch và hành vi của tên trung niên nho sĩ thì đâm lo lắng cho hai vị thiếu nữ giả nam kia, ngược lại quên khuấy tình cảnh của mình lúc này, lại hỏi tiếp tiểu nhị ca có biết hắn đuổi theo hai người kia là ai không? Tiểu nhân chẳng nhìn thấy. Tiểu nhị lắc đầu đáp ngay, rồi nói với chàng giọng hết sức thành khẩn, khách gia tốt nhất chớ chen vào chuyện người khác, tiểu điếm thực tình không phải muốn lấy lại phòng, nhưng chẳng thể nào để khách gia trò tại đây nữa. Một câu đuổi khách khiến Trương Liêm không khỏi phát giận quát hỏi, đêm khuya thế này rồi, ngươi bảo ta đi đâu bây giờ? Tiểu nhị nói, khách gia có thể tùy ý đến một khách điếm khác, xin nhanh chóng rời khỏi tệ điếm. Trương Liêm ngẫm nghĩ, bàn bất cổ bảo chàng vào trấn trò lại trong khách điếm, nhưng không chỉ định rõ là khách điếm nào, giờ thì đi nơi khác trò tránh liên lụy đến nơi đây cũng tốt thôi.
Nhưng chàng chợt lại nghĩ, nếu như thay đổi khách điếm khác, nhỡ như hai vị cô nương kia quay trở lại trả đồ vật thì làm sao? Trương Liêm quả thực chưa hề biết thế nào là kinh nghiệm giang hồ, không biết câu nói núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bàn bất cổ tuy võ công cao cường, nhưng không nhất định là đi thuận lợi, có thể cũng không quay lại. Chàng lại càng không biết hai vật mà vô sầu cư sĩ để lại cho chàng là hai thứ mà người trong giang hồ ai ai cũng mơ ước có được, giờ nằm trong tay hai thiếu nữ kia, cho dù bọn họ không có lòng tham, nhưng cũng trở thành miếng mồi ngon cho bao nhiêu kẻ dòm ngó. Huống gì bọn họ vì sợ tên trung niên họ Tịch truy đuổi kịp mà cao chạy xa bay mất tăm mất dạng. Cho nên chàng suy nghĩ một hồi, rồi nhíu mày nói, tôi muốn ở lại đây chờ bằng hữu, không thể đi được. Tiểu nhị ngẩng người nói, khách gia muốn chờ ai? Trương Liêm mỉm cười hỏi lại, cần nói cho ngươi biết sao? Lại nói, khi tên họ Tịch vào đây hành hung, thì chủ khách điếm chẳng biết trốn đâu mất, giờ này lại thấy bước lên chắp tay thi lễ nói, thiếu gia xin nghe bỉ nhân một câu, tiểu nhị vừa rồi khuyên thiếu gia chỉ là có hảo ý, thiếu gia tốt nhất nên đi nơi khác, hà tất phải nhất định ở lại trong tệ điếm. Trương Liêm nghiêm mặt nói, tiểu sinh quả thực có hẹn người khác ở đây, không thể đi được, nếu không thì sao khi đếm đây kêu dượn thịt lại đến hai chiếc chén. Điếm chủ thấy khuyên bảo mấy lần vẫn không được, cuối cùng đành mang tiểu nhị rời khỏi phòng chàng. Trương Liêm nhìn thấy bọn họ hai người đi rồi, thầm nghĩ trong lòng chữ ý là quan trọng nhất, mọi chuyện khác cứ mặc kệ. Bấy giờ đến cửa sổ cũng không cần đóng, ngồi vào lại bên bàn uống tiếp bình dượn vơi lưng chừng. Qua một chốc hốt nhiên thấy một bóng đen nhỏ thó lướt tới bên cửa sổ, vui mừng kêu lên, bàn lão trưởng tiểu sinh ở đây. Ý, là ngươi. Bóng người nhỏ thó kia tỏ ra bất ngờ, rồi tung chân vọt nhanh vào phòng. Thì ra người này thân hình thấp nhỏ không hơn kém gì với bàn bất cổ, lại vận áo đen cho nên Trương Liêm nhìn nhầm. Đến lúc nghe tiếng, Trương Liêm mới nhớ ra chính là Tiểu Tam, người mà đi đào mộ tìm của, may cứu được chàng lần trước ở ngoài thành Cô Tô. Trương Liêm vội đứng lên vui mừng nói, thì ra là ân huynh, mời ngồi. Tiểu Tam nhìn thấy chàng ngồi bên bàn dượn chỉ có một mình mà có đến hai chiếc chén, cười nói, ngươi quả thực hứng chí, ngồi đây uống dượn chờ ai. Trương Liêm trước tiên mời Tiểu Tam ngồi xuống chiếc ghế trống, mới nói, đợi một vị lão trưởng họ bàn, ông ta đi cứu hỏa ở Tưởng Gia, còn chưa quay lại, ân huynh đến vừa khéo, cùng tôi đánh bàn uống vài chén. Tiểu Tam cũng chẳng chút khách khí, ngồi xuống là nắm bình dượn lên tự dốc cho mình một chén uống cạn, chùi mép nói, ngươi vừa nói chờ bàn lão trưởng là ai? Vị lão trưởng này tên gọi là bàn bất cổ. Tiểu Tam ngạc nhiên nói, ngươi làm sao mà quen với lão tam thốn đinh này? Đợi đến khi Trương Liêm kể lại chuyện của mình thoát hiểm thế nào, Tiểu Tam mới thè lưỡi rụt cổ làm trò, nhăn mặt cười nói, ngươi thật là may mắn, chẳng những được hồng phúc chiếu mạng mà hồng duyên đem đến, chỉ khổ cho Tiểu Tam ta suýt chút nữa bị người ta chôn sống. Ân huynh chớ nói đùa. Trương Liêm vì nghe Tiểu Tam nói mấy tiếng hồng duyên đem đến, nghĩ hắn chỉ chuyện trai gái, bất giác đỏ mặt phân bua, rồi hỏi lại ân huynh vì sao lại suýt bị chôn sống, có thể nói được chứ? Tiểu Tam cười hì hì nói, sáng sớm mà ta gặp ngươi ấy, ta chạy đến Bách Vạn Trang vốn định diện kiến vị Bách Vạn Phú Ông, báo tin cho lão ta biết vị thiên kim ái nữ của lão ta còn sống. Nào ngờ, lão ta chẳng những không tin, mà còn cho người dù ta vào trong mật thất rồi giam khốn ta lại đó. Nếu như chẳng phải Tiểu Tam ta có mấy ngón nghề khoét ngạch chân truyền, e rằng đã bị chôn sống ở đó luôn rồi. Trương Liêm cười thầm hắn tự tìm lấy khổ, cười nói, vô oán vô cừu, lão ta hà tất hại huynh đài. Tiểu Tam chính đang tức giận vì bị nhà họ Tưởng giam cầm, chẳng ngờ nghe Trương Liêm nói một câu chừng như không tin lời hắn, khiến hắn càng tức giận hơn, trợn mắt nói, cả một nhà đó đều là hạng ác nhân, chúng hành ác tác ngược có sợ gì ai, Tưởng Thủy Sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trương Liêm nghĩ vi phú bất nhân, kẻ giàu sang chọc phú xưa nay ít người không đè ép cưỡng bức người khác, cho nên một câu của Tiểu Tam chẳng phải không có lý, có điều chàng nghĩ chuyện gì cũng phải có nhân có quả mà thôi. Tuy thế, cứ lấy Tưởng Thủy Sinh mà nói, hắn chỉ vì xem trọng tên Tịch Vân Hổ mà định cưỡng hôn Thi Hồng Anh, đủ thấy hành động hung tàn bá đạo như thế nào rồi.
Trong đầu nghĩ nhanh, bỗng nhiên chàng nhớ lại bàn bất cổ con người nghĩa hiệp hành đạo, phải là người anh hùng can đảm mới như thế, nhưng với bọn người như trong Bách Vạn Trang đều hành ác tác ngược, bàn bất cổ vì sao lại không tiếc sức mà chạy đi cứu hỏa cho chúng. Tiểu Tam đã nốc thêm một chén rượu nữa, thấy Trương Liêm vẫn cứ trầm ngâm im lặng, bật cười nói, có phải ngươi lỡ thương thì thương cho chót, không chịu tin ta. Trương Liêm nhún vai cười nói, không phải là không tin, mà vì thấy có nhiều chỗ chưa rõ ràng. Tiểu Tam hừ một tiếng nói, ta đích thân trải qua, kể lại cho ngươi nghe thì còn gì mà không rõ ràng. Trương Liêm nghe dòng Tiểu Tam đã nổi giận, sợ mắc tội với ân nhân của mình, thoáng chúng lung túng nói, ân huynh đúng là tự mình trải qua, nhưng tiểu đệ thấy vẫn còn nhiều chỗ đáng nghĩ, có thể tưởng thủy sinh có điều khổ tâm gì chẳng hạn, tạm thời phải giam ân huynh lại, nhưng hoàn toàn không có ý hại ân huynh. Nếu không ân huynh đã vào đến hang hổ, chỉ cần một đao là xong, hà tất phải gái am ân huynh cho đến chết. Ngoạc kép. Tiểu Tam cười nhạt nói thế nào thì ngươi cũng không tin ta, sau này rồi ngươi sẽ rõ. Trương Liêm gật đầu nói, tiểu đệ trước giờ luôn muốn thực sự cầu thị, trước khi chuyện còn chưa rõ ràng, thà rằng tin là không hơn tin là có. Cứ chờ đến khi đao kề cổ ngươi, rồi mới chịu tin là có. Tiểu Tam không cách gì khiến cho Trương Liêm tin được, bực mình buông một câu như thế, rồi cúi đầu uống rượu. Trương Liêm ngược lại chẳng để ý Tiểu Tam uống nhiều ít bao nhiêu, mỉm cười nói, ân huynh từ Bách Vạn Trang chạy ra, có biết trường hỏa hoạn vừa rồi thế nào không? Tiểu Tam dòng trở nên lành lạnh nói, đằng nào ngươi cũng không tin, đừng nói thì hơn. Trương Liêm cười nói, thì cứ xem như chuyện phiếm nhắm rượu thôi. Tiểu Tam đảo mắt trắng dã nhìn chàng nói, nhắm rượu. Ngươi sợ ta ăn hết mồi đấy sao mà đem chuyện ra nhắm rượu? Trương Liêm lắc đầu nói, nào thế thực tình tiểu đệ muốn biết tình hình hư thực hỏa hoàn ở Bách Vạn Trang, hy vọng ân huynh nói cho biết. Ta cũng không biết bắt đầu thế nào, bởi vì khi ngọn lửa cháy bung lên thì ta đã ra khỏi Bách Vạn Trang có đến 10 dặm rồi. Cuối cùng thì Tiểu Tam cũng nói, hắn ngừng lại một chút, nét mặt lộ vẻ nghiêm túc nói tiếp, chẳng lẽ bọn chúng tự phóng hỏa. Trương Liêm nghe không khỏi kinh ngạc nói, làm sao có thể như thế được. Tiểu Tam hừ một tiếng lạnh lùng nói, ta đã biết là ngươi không tin, nhưng ta cũng muốn nói. Khi ta bị đem giam vào mật thất thoang thoáng nghe bên ngoài có tiếng người cãi vã nhau, có người nào đó nói gì, trang chủ truyền lệnh thu dọn đồ gọn nhẹ, không biết là chuyện gì. Lúc ấy quả thực ta chỉ nghĩ cách đào ngách trốn thoát thân, chẳng còn nghĩ gì hơn nữa, giờ nghe ngươi hỏi ta mới nhớ lại. Rất khả năng bọn chúng sợ lộ chuyện bí mật cho nên định phóng hỏa di chuyển nơi khác. Tiểu Tam còn đang kể thao thao, đột nhiên từ trên mái nhà có tiếng người quát xuống, tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, nhanh ra đây nộp mạng. Tiểu Tam vừa nghe thấy tiếng người này thì giật mình, chỉ nhanh tay ra cửa thấp giọng nói, ngươi nhanh chạy nấp đi, cứ mặc ta. Ngoạc kép, nói rồi nhảy người lên cửa sổ, chỉ một cái tung người đã lên nóc mái nhà đối diện bên kia đường, cất tiếng lạnh lùng nói, đến thì đến, tưởng thiếu gia sợ chăng. Trương Liêm không biết bọn hung đồ vừa đến nhiều ít, lại dòng người kia cũng không phải là Tịch Vân Hổ, thấy Tiểu Tam dám cả gan ra mặt chửi chúng, nghĩ hắn khả năng có thể xuất thủ đánh nhau với chúng, tự nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chàng chẳng những không chạy, mà còn thò đầu ra cửa sổ xem thế nào, chỉ thấy một bóng đen nhanh như cú đêm phóng đuổi theo Tiểu Tam, tiếng người cười khùng khục nói, tiểu tử, ngươi có thể chạy thoát khỏi địa lao, xem ra cũng có hàng đấy, trong phòng còn có tên nào nữa, chẳng lẽ định giấu đầu lòi đuôi. Tiểu Tam nói, con người phải bịt mặt hành động như các hạ mà cũng xứng khiêu chiến với tướng công nhà ta sao? Trương Liêm nghe một câu này thì thầm kêu lên, nguy rồi, Tiểu Tam sao lại ba hoa như thế, ta mà làm được gì chứ? Nào ngờ, người kia nghe Tiểu Tam nói thế thì khựng người lại, vừa lúc này đột nhiên từ một góc tối khác một dòng người rắn giỏi vang lên, như lão đại, cứ việc ra tay đi, tất cả người nào biết chuyện đều không chạy thoát. Trương Liêm nghe ra người kia còn có đồng bọn, vội vàng ngồi thụp người xuống, định chạy ra khỏi phòng. Nào ngờ chàng còn chưa chạy được bước nào thì từ cửa sổ tiếng áo lướt gió vang lên, một bóng người nhanh như chớp đã xuất hiện ngay trong phòng. Người này đến rất nhanh, khi thấy Trương Liêm ngồi thụp bên cửa sổ thì hơi ngẩn người, lạnh giọng nói, ngươi là ai, vì sao lại trốn nơi này?
Trương Liêm nhìn thấy người này thân vận trường bào màu lam, tuổi chừng ngũ tuần, hai mắt như hỏa tinh, tuy khẩu khí không ác, nhưng là đồng bọn với tên họ Ngưu kia, nhất định cũng không phải là người tốt, chàng nhất thời còn chưa biết nên làm gì đây. Lam bào lão nhân hai mắt như điện nhìn thẳng vào mặt Trương Liêm cười hắc hắc mấy tiếng nói, lão phu chỉ phất tay một cái là mạng nhà ngươi đi đời, nhanh nói ra may còn cơ sống. Trương Liêm không quen nói dối, đã đáp là nói thật tiểu sinh họ Trương tên Liêm. Lam bào lão nhân vừa nghe hốt nhiên thoái liền một bước quát ngươi là Trương Liêm. Trương Liêm gật nhẹ đầu. Vừa lúc này từ mái nhà hướng đối diện nghe tiếng họ Ngưu quát lớn, ngươi định chạy đấy ư. Tiếp liền nghe tưởng tiểu tam cười nhạt đáp, sao lại không chạy. Lam bào lão nhân vội nói vòng sang, Ngưu lão đại, nếu để tên tiểu tử kia chạy thoát thì ngươi nhanh từ tuyệt. Ngoạc kép. Vừa dứt câu, đột nhiên vung tay xuất chỉ lực điểm ngã Trương Liêm. Chương 8, kế giả phu thê. Trương Liêm thấy lão già đột ngột ra tay, vội né người tránh bị chỉ lực đối phương điểm trúng vào vai, đau điếng kêu oái lên một tiếng. Lam bào lão nhân thấy thế hơi khừng người, lạnh lạnh nói, có thể né được xuyên tâm chỉ của lão phu thực không thèn là hậu nhân của thần kiếm thủ, giờ thì lão phu phải thanh toán ngươi. Trương Liêm vừa rồi thấy đối phương vung tay chỉ tới ngực, chàng chỉ né người tránh theo bản năng, nhưng vẫn bị điểm trúng vào vai đau điếng người, chẳng ngờ lại bị đối phương xưng tán một câu như thế đến buồn cười. Trong tình thế biết chạy cũng không thoát, chàng đánh bảo ưỡn ngực nói, các hạ định làm gì thì cứ tự nhiên, tiểu sinh không bao giờ chớp mắt. Lam bào lão nhân chố mắt nhìn chàng, vẻ hơi bất ngờ, chậm rãi nói, chung quanh trấn này đều bố trí mai phục, ngươi mọc cánh cũng không bay thoát. Được, ngươi tạm thời nằm đây rồi nói sau. Vì sao? Trương Liêm định dùng lý để nói, nào ngờ lão già nói dứt câu, hai tay đã vung ra thập chỉ như 10 đạo ngân câu chộp xuống nhiều huyệt đạo trên người chàng, rồi quay ngoắt người bước ra khỏi cửa còn cất tiếng cười khùng khục trong họng. Trương Liêm giờ đây thân hình cứng đờ như khúc gỗ, tay chân chẳng nhúc nhích gì được, chàng nhớ lại câu nói vừa rồi của lão già này, tất cả người nào biết chuyện đều không chạy thoát, giờ thấy hắn đi ra khỏi phòng có lẽ là giết tất cả người trong khách điếm. Bất giác trong lòng run lên, thấy ân hận vì mình đã không sớm rời khỏi đây, để liên lụy đến người khác. Bấy giờ tay chân cứng đờ, miệng không nói được, chỉ còn biết để nước mắt lăn dài trên má. Sau một lúc thấy Lam bào lão nhân quay trở lại, trên mặt hắn không hề có một nét thay đổi, thuận tay cắp Trương Liêm dưới nách, ho khan mấy tiếng rồi tung chân nhảy ra ngoài cửa sổ. Trương Liêm người chẳng chút sức đề kháng, chỉ còn phó mặc cho đối phương làm gì thì làm. Bấy giờ thấy một bọn người có đến 4 tên, đều vận kình trang màu đen che kín mặt đến trước mặt Lam bào lão nhân, tên nào cũng giơ tay lên ngực cúi người thi lễ, chỉ nghe Lam bào lão nhân lạnh giọng hỏi, Ngưu lão đại chẳng lẽ chưa quay lại? Một tên trong bọn đáp, hắn đã đuổi theo tên tiểu tử kia ra khỏi trấn, thuộc hạ vì chưa có lệnh tổng quản, cho nên không dám rời vị trí. Được. Lam bào lão nhân gật đầu rồi nói tiếp, tiểu tử này tên là Trương Liêm, giờ giao cho các ngươi mang đi trước, chờ trang chủ xử lý. Lão phu đi xem Ngưu lão đại thế nào, một tên vô danh tiểu tốt mà cũng không làm gì được sao. Tên hắc y nhân ứng thanh đáp một tiếng, rồi giơ tay đón lấy người Trương Liêm cõng lên vai. Cẩn thận đấy. Lam bào lão nhân còn căn dặn thêm một câu nữa, rồi mới tung người phóng lên mái ngói phi đi. Trương Liêm nghe nói tiểu tam đã chạy ra được khỏi trấn, trong lòng có chút nhẹ nhõm, cũng chẳng để ý đối phương sẽ xử trí mình như thế nào, chàng chỉ giận mình đã không học võ nghệ mới dễ bị người khác bức hiếp như thế này. Bấy giờ dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần, thầm đọc những câu khẩu quyết mà Thi Hồng Anh dạy cho chàng, xem như điều tức dưỡng khí ngay trên lưng tên hung đồ. Qua đi một lúc bỗng nghe tên đang cõng chàng đi thốt lên, tiểu tử ngươi định bày trò quỷ gì trên lưng ông đấy, cẩn thận ông ném ngươi xuống sông cho hà bá sơi nhé. Một tên hung đồ khác nói, vương lão thất quát tháo gì thế, coi chừng hà bá sơi là huynh đệ chúng ta đấy. Hừ, khẩu đại ngươi đi một mình thong thả thì nói hay, thử cõng tên tiểu tử này mà xem, hắn càng lúc càng nặng. Ngoạc kép, có gì ghê gớm chứ? Chẳng lẽ không nghe người ta thường nói, dường xa lông Nga nặng hơn sắt đó sao? Hừ, hừ.
tên hung đồ cõng Trương Liêm quả nhiên ngừng chân đứng lại, thở phù phù tỏ ra rất mệt mỏi, vì huynh đệ nào đến thay đi. Tên hung đồ vừa nói tên là Khẩu Đại liền ưỡn ngực nhăn răng cười nói, đương nhiên là ta, để xem tên tiểu tử này nặng được bao nhiêu cân mà la om sòm thế. Trương Liêm ban đầu chẳng để ý bọn chúng nói gì với nhau, nhưng đến lúc này cũng thấy kỳ lạ. Chợt nghĩ mình mấy lần bị người khác điểm huyệt, những lần đầu chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng chỉ lần này nhìn thấy rất rõ Lam Bào lão nhân ra tay, chừng như thủ pháp điểm huyệt của hắn không cao minh cho lắm. Giờ lặng đọc nhầm khẩu quyết, chẳng lẽ đã có công hiệu, nếu không sao tên này bảo mình càng lúc càng nặng. Chàng nghĩ đến điều này, tự nhiên trong lòng vui lên, cứ mặc cho bọn hung đồ thay nhau cõng thế nào, chàng cứ nhắm mắt đọc khẩu quyết. Chân trời đông một dải giang hồng đã hiện ra, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng bảnh. Bốn tên hung đồ bỗng nhiên dừng chân lại bàn bạc nhau một hồi, rồi mang Trương Liêm vào trong một khu vườn nhỏ, cả bốn tên lập tức thay áo quần thành tráng đinh. Đột nhiên nghe tiếng nữ nhân quát lên, bọn nô tài nào đấy, còn không nhanh ra đây chịu chết. Trương Liêm mở mắt xem, nhưng lúc này huyệt đạo còn chưa giải, nên chàng không quay đầu lại nhìn được, chỉ nghe tiếng tên vương lão thất đáp, cô nương xin chớ mở miệng chửi người, chỉ vì tướng công nhà tôi sinh cấp bệnh, mới mang vào thành tìm lang y chữa trị, giữa đường nghỉ chân lại đây một chút, không dám mạo phạm đến cô nương. Chỉ nghe một tiếng hừ, tiếp liền một bóng người lướt ra, đó là một thiếu nữ tuổi ngoài 25 thân vần áo lục. Vương lão thất thấy người này thân pháp kỳ quái, vội vàng ôm quyền nói, cô nương xin chớ đến gần, tướng công nhà tôi mắc ác bệnh. Bọn ba người còn lại cũng sợ lục y thiếu nữ đến cướp người, nên liền thoái về sau đến gần Trương Liêm. Lục y thiếu nữ liếc mắt nhìn Trương Liêm một cái, đôi môi cong lại tỏ ra thần thái khinh thị, lạnh giọng nói, hừ cẩu tặc to gan, dám điểm huyệt tiểu chủ nhân, các người định làm gì đây? Bị người này nói ra một câu trúng yếu điểm, vương lão thất phát nổ quát, cô nương tốt nhất chớ nên xen vào chuyện người khác, tướng công chúng tôi bị bảo bệnh cứng khẩu, chẳng nói được ai đi điểm huyệt chứ. Lục y thiếu nữ mày ngài nhíu lại, bước tiến thêm ba bước quát lớn, ngươi định dối bổn cô nương chăng, tướng công nhà ngươi ở trang viện nào? Một câu hỏi này khiến cho vương lão thất ngớ người chẳng thể đáp ngay được. Lục y thiếu nữ cười nhạt, biết mình nói không hề sai, tay áo phất lên, cả người như làn khói xanh lướt tới bên người Trương Liêm. Song trường phất lên mấy cái, kình lực theo đó phát ra đẩy bật ba tên tráng đinh văng ra ngoài, rồi thuần tay phất chỉ lực giải khai huyệt đạo cho Trương Liêm. Lục y thiếu nữ ngừng thân hình lại, chống tay ngang hông nhìn bọn tráng đinh cười nhạt, nói tiếp, bọn cẩu tặc ngươi nhìn thấy rồi chứ, ác bệnh cứng khẩu của tướng công nhà các ngươi, bổn cô nương đã chỉ hết rồi đấy. Cả bốn tên gia đinh đều chấn động trước thủ pháp điêu luyện của lục y thiếu nữ, chúng biết hôm nay chạm phải cao thủ nên cứ đứng chố mắt nhìn nhau há hốc mồm miệng, nhất thời chưa biết nên làm gì. Trương Liêm lần này nhận thức được lục y thiếu nữ giải khai huyệt đạo cho mình, bấy giờ chắp tay thủ lễ kính lĩnh ân giải huyệt của cô nương. Lục y thiếu nữ lãnh đạm nói, chẳng cần nói những câu cung kính như thế, ta cũng chẳng cho ngươi gì đâu. Vương lão thất đã tận mắt nhìn thấy lục y thiếu nữ chỉ phất tay đánh bay ba tên đồng bọn, biết chẳng phải là đối thủ của cô ta, nhưng nếu như để mất Trương Liêm thì hắn chẳng biết về ăn nói thế nào với chủ nhân. Bấy giờ quỳ thụp xuống đất vái dài kêu khổ, tài hạ không dám mạo phạm cô nương, xin tứ cáo phương danh tiền cho tài hạ hồi bẩm với trang chủ. Lục y thiếu nữ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Bốn tên tráng đinh ngỡ cô ta định ra tay tiếp, vội tụm lại với nhau thành một cục, chẳng ngờ chỉ nghe thấy lục y thiếu nữ cười khanh khách nói, nếu như đánh chết lũ cẩu đồ vô danh tiểu tốt như các ngươi thì bổn cô nương hóa ra quá nhỏ mọn. Cút đi, chớ đứng đây mà chết. Ngoạc kép. Vương lão thất quay đầu nhìn ba tên đồng bọn, rồi nhìn lại lục y thiếu nữ, cô nương như đã không chịu tứ cáo phương danh, dù tha cho bọn tài hạ trở về cũng khó tránh được cái chết trừng phạt của chủ nhân, đành phải mạo phạm phương giá. Lục y thiếu nữ lạnh lùng nói, các ngươi muốn chết cũng chẳng ai cấm cản, nhưng phải ra khỏi khu vườn này rồi chết, chớ ở đây làm ô bẩn vườn nhà ta. Vương lão thất bị miệt thị một câu quá đáng như thế, chừng như dần không chịu nổi, nghiến răng nhìn đồng bọn khoát tay quát, huynh đệ, chúng ta thí mạng thôi. Nói rồi, cất chân đi nhanh ra khỏi khu vườn.
Trương Liêm nghe khẩu khí của Lục Y thiếu nữ, biết lần này cô ta ra tay nhất định quyết sinh tử, mà cái chết e rằng thuộc về bốn tên tráng đinh. Chàng vốn đầy lòng nhân, nghĩ đến bốn tên tráng đinh đi như đi vào tử lộ thì cầm lòng không đặng, vội nói ân thư có thể mở cho chúng một con đường sống chứ. Lục Y thiếu nữ nghe chàng gọi hai tiếng ân thư thì thẹn ửng mặt, xì một tiếng trong mũi nói, bọn cẩu nô tài muốn chết liên can gì đến ta. Trương Liêm thấy cô ta nói cũng không phải không có lý, ngẫm nghĩ rồi nói, tha cho bọn chúng không đi thì chúng ta đi. Ngoạc kép, Lục Y thiếu nữ lần nữa lại thẹn đỏ đến mang tai, phải quay mặt đi nơi khác, lung bung trong miệng nói, chúng ta đi với nhau ư. Đi đâu? Trương Liêm ngược lại bị cô ta hỏi một câu ngớ người, nhìn thấy cô ta thẹn đến chín mặt thì biết cô ta hiểu nhầm ý mình, khiến chàng lúng túng chưa biết nói thế nào. Lục Y thiếu nữ thấy chàng im lặng, không đáp, thở dài một hơi, lén mắt nhìn chàng, chỉ thấy chàng đứng dù người trông buồn cười, nói, thôi được, đi thì đi, ngươi theo ta. Trương Liêm nghe một câu nhẹ lòng, quay nhìn cô ta nói, ân thư xin dẫn đường. Lục Y thiếu nữ bật cười khúc khích, rồi nắm lấy tay chàng một cách tự nhiên, đi thẳng sâu vào trong khu vườn, mặc cho bọn tráng đinh chờ bên ngoài kia thế nào. Trương Liêm bị Lục Y thiếu nữ nắm tay kéo, cứ nghe bên tai gió vù vù, chân chừng như không chạm đất, chàng chưa lần nào đi nhanh như thế, cảm giác như bay bổng lên không trung, thầm nghĩ công phu thật tuyệt diệu. Chỉ nghĩ thế tự nhiên lại hận mình chẳng biết chút võ công nào, mọi chuyện mọi lúc đều phải cậy nhờ đến sự che chở của nữ nhân. Lục Y thiếu nữ thi triển khinh công kéo Trương Liêm chạy đi rất nhanh, nhưng phương hướng thì lại bất định, khi thì theo hướng đông, khi lại quay về hướng tây, thậm chí có lúc lại như vòng trở lui. Qua thời gian chừng một tuần trà mới ra khỏi khu vườn, đến một con đường đá nhỏ mới buông tay Trương Liêm ra, đưa tay lên gạt mồ hôi lấm tấm trên trán cười nói, nơi quỷ quái này đi ra được cũng khiến người ta giá người, đã thế lại mang thêm một người nữa. Ngoạc kép, Trương Liêm cung kính chớp tay vái dài nói, vất vả ân thư quá, xin nhận lấy một lạy này của tiểu đệ. Lục Y thiếu nữ chẳng để chàng nói hết câu đã quay ngoắt người đi nơi khác, nguýt dài một tiếng nói, cứ việc vái trời vái đất đi chẳng ai biết gì đến ngươi đâu. Trương Liêm ngớ người, gái đầu cười nói, ân thư như đã không nhận lễ thì thôi, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng là được. Lục Y thiếu nữ bật cười, từ từ quay người lại nhìn chàng từ đầu đến chân, ngươi tên gọi là gì? Tiểu đệ họ Trương, tên Liêm. Lục Y thiếu nữ vẩu môi hỏi lại, sao ngươi không hỏi ta? Trương Liêm lúng túng nói, không dám mạo phạm ân thư. Lục Y thiếu nữ chau mày không vui nói, cái gì mà cứ một tiếng ân thư, hai tiếng ân thư thật khó nghe vô cùng. Ta họ Triệu, tên Khanh Khanh, ngươi cứ gọi tên ta là được. Ta, Triệu Khanh Khanh, Trương Liêm thốt lên tên đối phương. Triệu Khanh Khanh cười nói, đúng, sau này cứ gọi như thế. Triệu Khanh Khanh chưa nói dứt câu, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng người khít một tiếng lạnh lùng nói, kẻ nào đến đây tâm tình Khanh Khanh chấm chấm, chẳng biết xấu hổ. Ngoạc kép, Trương Liêm không ngờ tên của Triệu Khanh Khanh lại còn có một ý nghĩa khác, nghe người này nói thì ngẩn người. Triệu Khanh Khanh quay ngoắt người lại quát rủa. Không biết xấu mặt là ngươi kia, sao không dám ra đây gặp mặt bổn cô? Sau hốc đá lại có tiếng người vòng đáp, với danh cao đường viện của ngươi thì chẳng đủ tư cách tới đây khiêu chiến, nếu không phải ngươi là thứ nha đầu giỏ mũi thì ta đã đè ngươi ra đánh mông một trận rồi. Triệu Khanh Khanh nghe một câu này tức giận vô cùng, quát cao đường viện thì sao chứ, đường đường chính chính, ngay thẳng làm ăn, nào đâu như lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi các ngươi. Ngoạc kép, Trương Liêm thầm nghĩ không ngờ vì ân thư này lại xuất thân kỹ nữ, nếu không sao lại nhận mình là người của cao đường viện. Nhưng nghe bọn họ chửi nhau đấu khẩu thế này thật khó nghe, chàng chỉ còn biết lắc đầu. Khi Triệu Khanh Khanh lên tiếng quát thì từ xa lại nghe truyền lại tiếng cười khanh khách nói, tiền tỷ này mang xác đến bổn cốc thật là trời phú lương duyên, không được để hắn đi. Triệu Khanh Khanh vừa nghe dòng người này lập tức hoa dung biến sắc, nắm lấy tay Trương Liêm kéo chạy theo bên ngoài khu vườn về hướng tây. Trương Liêm kinh ngạc hỏi, người kia là ai, mà ân thư sợ thế? Nguy cơ ập tới khiến Triệu Khanh Khanh chẳng để ý gì đến chàng gọi mình ân thư, cứ tung chân mà chạy, miệng nói, hắn hò lại, chắc hiểu tiếu diện Kim Ngô ta đánh không lại hắn. Ai thì ra nơi này là Huân Phong Cốc.
Trương Liêm chẳng hiểu gì hỏi, Huân Phong Cốc thì thế nào, là xào huyệt hung đồ chăng? Không phải hung đồ, làm sao lại chạy? Triệu Khanh Khanh chẳng có nhiều thời gian giải thích với chàng, cứ mang chàng mà chạy như bay. Đột nhiên, trước mặt tối sầm lại tợ như mây đen kéo đến che kín bầu trời, khiến Triệu Khanh Khanh phải khựng chân dừng lại, nhất thời còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tiếp liền là một tiếng hú dài vọng lên bốn phía, cứ như bọn họ đã rơi vào thiên la địa võng. Trương Liêm vốn chưa biết thế nào là giang hồ hiểm ác, thấy thế liền trao mày nói, chẳng lẽ trời sắp mưa? Triệu Khanh Khanh lắc đầu lên tiếng thở dài nói, không phải mưa, đây nhất định là mê trận của chúng, Huân Phong Cốc này rất ghê gớm, có tiếng xưa nay, mà đáng sợ nhất là... Ngoạc kép! Triệu Khanh Khanh nói đến đó bỗng dừng lại, thần sắc như có chút gì khó nói. Trương Liêm vội hỏi, có gì mà ân thư không nói ra? Hừ, lại gọi người ta là ân thư ai? Thôi, tôi sẽ không gọi thế nữa. Triệu Khanh Khanh nét mặt tươi lên nói, bọn chúng có những quy luật rất quái dị, hễ đặt chân vào cấm địa của chúng, nữ nhân nào chưa xuất giá thì phải lưu thân lại trong cốc trọn đời. Trương Liêm kinh ngạc kêu lên, có quy luật quỷ quái vậy sao? Triệu Khanh Khanh gật đầu nói, vì Trương Huynh mới xuất đạo giang hồ, nên chưa nghe biết nhiều về chúng đấy thôi. Trương Liêm nghe thế thì thấy lung túng, Triệu Khanh Khanh chỉ vì cứu chàng mà giờ nhỡ lọt vào tay chúng thì chàng làm sao yên tâm được. Bấy giờ vội hỏi, làm sao bây giờ? Có một cách. Cách gì? Triệu Khanh Khanh nhìn chàng có chút do dự nói, cần phải có sự đồng tình thuận ý của Trương Huynh mới hy vọng thành công. Trương Liêm nghe nói thế chẳng chút do dự gật đầu đáp ngay, nếu tôi có ích gì nguyện hết lòng không bao giờ chối từ. Chuyện cũng đơn giản. Là sao? Triệu Khanh Khanh lại nhìn chàng nói, chúng ta tạm thời giả làm phu phụ đi du sơn ngoạn cảnh. Trương Liêm vốn là người đọc sách, học nho, vừa nghe đã giật mình la lên, làm thế sao được? Triệu Khanh Khanh chưa đáp thì đã nghe tiếng người cười dài, thoang thoáng phía trước có nhân ảnh lướt tới. Triệu Khanh Khanh dòng gấp vội nói, đã đến nước này mà Trương Huynh còn câu nệ thôi ai? Ngoạc kép! Trương Liêm thấy Triệu Khanh Khanh vì mình mà giờ cũng rơi vào nạn này thì áy náy trong lòng, khi ấy đành gật đầu nói, thôi, nghe lời ân thư vậy. Lại ân thư, đã giả phu phụ thì phải chàng với thiếp chứ. Triệu Khanh Khanh nói rồi vui mừng gỡ một chiếc thoa gấm hồng cài trên áo cô ta gắn lên ngực trái Trương Liêm, nói tiếp, đây là anh hùng hoa tín vật của thiếp, chàng phải mang lên ngực thì chúng mới không nghi ngờ. Một câu chưa nói xong thì phía trước hai bóng người đã đến nơi, định mắt nhìn chỉ thấy đó là hai thiếu niên tuổi chưa ngoài 20. Nét mặt thiếu niên nào cũng sáng hồng tuấn mỹ, nhưng ánh mắt lại láo liên hàm chứa nét tà khí không thiện lương. Triệu Khanh Khanh thấy thế liền la lên, bọn chúng định bố trí trận thế bát ma toàn vũ, lúc này còn chưa phát động, có lẽ còn chờ người nào tới. Nhanh chạy, ngoạc kép. Nàng nói chạy là lập tức đề khí vòng tay qua người Trương Liêm mang chàng lướt sông tới trước 10 trượng, nhìn hai thiếu niên cản đường thét lớn, tránh ra. Tiếng quát vừa dứt tay chiều phất lên phát ra trường kình ập tới đối phương. Ghê gớm, thiếu niên bên trái miệng nói, tay phất trường đối lại, chỉ thấy trường phong Triệu Khanh Khanh giạt ra hai bên, hắn cười kha khả nói, Huân Phong Cốc chẳng phải là nơi không chỗ nương thân, hai vị hà tất phải đi. Triệu Khanh Khanh tức giận nói, chúng ta đã thành phu phụ, ai cần ở lại Huân Phong Cốc các người. Thiếu niên bên phải nheo mắt nhìn lên mặt Triệu Khanh Khanh, rồi lại nhìn lên ngực áo Trương Liêm cười cười nói, tiền tỷ này khả năng từ cao đường viện chạy đến đây theo trai, nhưng tiểu tử này kết được anh hùng hoa thì thực chẳng ra trò chống gì, hắc hắc. Ngoạc kép. Trương Liêm nghe chừng như chuyện giả danh phu phụ đã bị chúng nhìn ra, nhưng câu cuối cùng của hắn khiến chàng phát nộ ưỡn ngực nói, các hạ dựa vào đâu mà bảo ta không xứng kết anh hùng hoa. Thiếu niên bên phải cười nhạt nói, cứ nhìn lão đệ ngươi tướng mạo như nữ nhân mà cũng coi là anh hùng ư. Trương Liêm quả thực mặt mày tuấn mỹ, mà tư chất nho sinh, chẳng có chút gì là tướng mạo của con nhà võ. Nhưng nghe một câu này cũng tức giận quát, các hạ cứ thử tiến tới xem sao. Triệu Khanh Khanh cũng tiếp lời chàng nói, bọn người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Trương Lang cho một đứa nếm mùi thì uy đi.
Cô ta gọi muốn tiếng ăn, rất tự nhiên, song mặt không khỏi ửng hồng. Thiếu niên bên phải lại cười khanh khách nói, thế nào? Đôi giả phu phụ các người há có thể qua được pháp nhãn phùng lang ta sao? Lại nói, lúc này Trương Liêm bỗng nhận ra một luồn chân khí truyền từ tay Triệu Khanh Khanh vào hông phải mình, rồi từ đó dồn ra tay trái. Chàng biết nàng đã truyền lực cho mình đối trưởng với đối phương, bấy giờ vẫn được Triệu Khanh Khanh ôm ngang người, chàng vội theo khẩu quyết luyện nội công tâm pháp mà hành khí, miệng cứng rắn quát các hạ thử nếm một trưởng này xem. Nói rồi từ từ giơ tay trái lên phát trưởng đánh ra. Thiếu niên tự xưng Phùng Lang thấy Trương Liêm xuất trưởng, bất giác bật cười châm chọc nói, một chiêu này của lão đệ ngươi gọi là gì nhỉ? Gọi là phù du nhiễu thủ trăng. Nào ngờ Trương Liêm tuy nhập môn luyện công phu chưa lâu, công lực chưa đáng gọi có gì, nhưng chàng học khẩu quyết chính là cơ bản của phương pháp luyện nội công tâm pháp. Chàng biết dùng chân khí của Triệu Khanh Khanh truyền sang để phát thành trưởng, một cỗ kình lực sung mãn đẩy ra. Phùng Lang khinh địch mà mải lo châm chọc, đến khi thấy kình lực đẩy tức cực mạnh thì giật mình, vội giơ trưởng lên chống đỡ. Song trưởng chạm nhau, bình một tiếng vang lên, thân hình Phùng Lang bật ngược về phía sau mấy bước, bụi đất bay mù mịt. Thiếu niên bên trái thấy thế không khỏi kinh ngạc, vội phất tay ra trưởng, hỗ trợ đồng bọn, miệng quát, thì ra lão đệ ngươi thân tàng bất lộ, xem ra Bạch Mỗ nhìn nhầm. Ngoạc kép. Thiếu niên tự xưng họ Bạch thấy Trương Liêm ra trưởng như thế thì không còn ý khinh địch, hạ song trưởng xuống giao nhau trước ngực, trầm giọng quát hỏi, lão đệ ngươi tính danh là gì? Trương Liêm chẳng ngờ được thần kỳ đến thế, đây là lần đầu tiên chàng ra trưởng đánh nhau, mà đánh bật thiếu niên kia văng lùi sau cả trưởng. Tuy biết rằng một trưởng đó là công lực của Triệu Khanh Khanh truyền sang, nhưng cũng khiến chàng thấy phấn chấn hẳn lên, hiên ngang đáp kẻ mòn họ Trương tên Liêm. Lần đầu tiên chàng dùng cách gọi của giới giang hồ, nghe là lạ vô cùng. Thiếu niên họ Bạch ngớ người nói, Trương Liêm, cái tên này nghe quen quen. Phùng Lang lại sấn tới, đứng song vai với thiếu niên họ Bạch, chau mày nói, con trai của thần kiếm thủ ở Tảo Diệp Trang cũng gọi là Trương Liêm. Đúng. Thiếu niên họ Bạch vui mừng reo lên, ha ha, sao ta lại quên được nhỉ? Lần này thì một mũi tên trúng hai con chim, huynh đệ, lên. Trương Lang, chớ khách khí. Triệu Khanh Khanh dục chàng, Trương Liêm lại nhận ra một cỗ kình khí khác theo tay nàng vào người mình, quay đầu nhìn nàng cười nói, đa tạ Khanh Khanh quan tâm, xin chớ lo lắng. Nói rồi, tay trái rút về trước ngực, trưởng tâm hướng xuống đất, chân lực liền theo đó dồn vào tà trưởng. Đà! Đột nhiên có tiếng người quát lớn, tiếp liền hai bóng người lướt tới đứng ngay trước mặt hai thiếu niên kia, nhìn Trương Liêm cười cười hỏi, thực ra thì ngươi là môn đồ của ai? Triệu Khanh Khanh vừa nhìn rõ người này thì cả kinh thất sắc, thé giọng quát, tiếu diện Kim Ngô, ngươi thực không biết xấu hổ mặt già.